Chị, chờ em tí nhá mọi người. Hôm nay là nhân viên nghỉ á mọi người ạ. Nghỉ nhiều chỗ em. Chỗ em F0 với cả nhà em thì rất may là nhân viên các thứ là chưa có ai, nhưng mà kiểu toàn F1 ấy nên là em toàn cho nghỉ trước thôi. Chị nào mình vào live rồi mình chấm bài của em với. Hôm nay em săn, em sẽ lên bộ mẹ cho mọi người săn nhá. Hôm nay em sẽ live bộ mẹ cho các chị nhá. Ui. Hello các chị. Hello mọi người. Chị nào vào live rồi chấm bài của em với. Chị nào vào live rồi chấm bài của em với ạ. Các chị ơi vào live chưa, chấm bài cho em chào chị Quỳnh Phan, em chào chị Vũ Phượng. Lên săn quà mùng 8 tháng 3 nha mọi người nhá. Lưu ý cho em là hôm nay các chị săn đồ mùng 8 tháng 3 cho em. Tất tần tật bộ mẹ các thứ ngày hôm nay em sẽ lên đầy đủ size này. Đầy đủ size, đầy đủ màu nha mọi người ơi. Lên đầy đủ size, đầy đủ màu cho các chị gái. Được chưa, chị gái nào mình vào live rồi mình chấm bài và chia sẻ live stream hộ em. Chấm bài và chia sẻ livestream của em đây ạ. À, em vừa bán hàng xong em lên like luôn cho mọi người đây này. Em chào chị Hà Nguyên, em chào chị Hoàng Quy, em chào chị Hương Nguyễn nhé. Hello mọi người. Hello mọi người. Hello các chị. Hello mọi người nhá. Chị nào mình vào like rồi chấm bài cho em với. Em chào chị Bùi Lành Bùi, em chào chị Ngọc Tím ạ. À, em chào chị Mít Ướt ạ. À, em chào chị Quỳnh Hoa. Hello các chị, đợi em một tí xíu nhá, để em bật lốt cái page bên này. Hôm nay em vào hơi vội một xíu, nhưng mà em cố gắng lên để cho các chị đúng giờ ấy. Cố gắng lên để cho các chị đúng giờ ạ. Trưa nay không có like được vì là hôm nay không kịp, không có người ấy các chị. Trưa nay bây giờ nhiều hàng lắm luôn nhưng mà không like được, không có người để like. Lên bộ cho mẹ đi, đúng rồi các chị. Hôm nay em chuẩn bị lên đồ cho các chị để các chị mua tặng mẹ mà. Cho em xin mỗi chị một lút chia sẻ live stream với. Cho em xin mỗi chị một lút chia sẻ live stream với ạ. Hôm nay các chị sẽ lên được mã là hộp quà tặng đấy nhá các chị nha. Lên cho mã QT và kèm số điện thoại cho em. Dạ, bây giờ các chị muốn chốt bộ mẹ trước hay muốn chốt của bộ của chị yêu mình trước nào? Muốn chốt bộ mẹ trước hay muốn chốt bộ của các chị yêu mình trước nào? Mọi người ơi, bây giờ các chị muốn chốt cái gì trước nào? Hello mọi người nhá, có quần cho mẹ mặc có ạ, chia sẻ livestream của em ạ. Áo em mặc ạ. Áo em mặc có đủ size, áo em mặc hôm qua bán quá trời nhiều rồi. Hôm nay định bảo đạo đóng vào cất đi nhưng mà ngày hôm nay nhân viên chả đi làm. Hôm nay là nó lại còn bỏ thêm bao vào đây. Bỏ thêm bao vào đây. Còn cái này có mẫu này là em định đóng về ấy. Em định đóng, em trang định đóng về là để đến tầm tháng 7, tháng 8 năm 2022 này em mới bán. Các chị ạ, nhưng mà lạnh quá em bỏ ra em mặc thế em đẹp, em thấy đẹp quá thế nào. Là em bán luôn. Đấy, em bỏ ra em thấy đẹp quá thế là em bán luôn và thật sự luôn cái giá mà em bán cho các chị ấy, nó toàn bộ của nó ấy. Toàn bộ của nó là giá tặng các chị nhá, toàn bộ cái mã này này. Em đang like các chị này, nó là toàn bộ giá tặng ạ. À, chị yêu nào mình vào like rồi mình chấm cho em xin một chấm với. Chị nào vào like rồi chấm cho em xin một chấm với nào mọi người ơi. Vào like rồi chấm cho em xin một chấm. Em chào chị Đỗ Hà nhá, em chào chị Điệp Coca, em chào chị Lành Bùi nhá, em chào chị Ái Quỳnh Phan. Bây giờ mọi người đấy, treo hết bộ dây lên đi. Eo ơi, bây giờ các chị thích em lên bộ gì trước nào? Bộ dây này, bộ lụa dây này hay là bộ mẹ trước nào? Săn bộ mẹ trước đi. Cho em thêm tất cả cái đống ở bên trong rồi nữa này anh này. Đống em xếp to nhất này này. Hello mọi người nhá, chấm cho em xin một chấm đi. Chấm cho em xin một chấm, đợi em một tí để em lên lốt cái page bên này đây nhá các chị nhá. Chưa vào được mạng. Em chưa vào được mạng, đợi em một tí ạ. Các chị ơi chia sẻ livestream hộ em, hôm nay em sẽ tặng bộ mẹ không đồng. Được chưa, chị đặt hai cái, chị Nhi Chu lên mã cho em luôn ạ. Em đặt mẫu chị mặc mà không thấy gọi điện chốt đơn á. Chị nào chưa được gọi điện chốt đơn lên mã lại của em. Khổ ghê ạ, các chị ơi nhà em nghỉ mất 2 bạn nên là nó bị cập việc bao nhiêu luôn các chị. Nghỉ mất 2 bạn nên là buổi trưa nay ấy, nhà em có bao nhiêu là hàng. Các chị ạ, bao nhiêu là hàng nhưng mà em không có like được cho mọi người, em tiếc lắm luôn ý. Đấy, bao nhiêu là hàng lên áo chị mặc đi, ok chị yêu. Rồi bây giờ mình lên cho em luôn này. Được chưa, các chị chia sẻ livestream hộ em đã. Một lần về trang cá nhân, hai lần về trang hội chợ nhóm. Thế em đang mặc con này thì em like luôn nhá. Chia sẻ livestream để lát em lên bộ mẹ, các chị nhìn cho em với này. Tất cả hàng này của bên em nhá. Chị nào năm ngoái mua bộ mẹ nhà em rồi ạ. Hàng của em toàn bộ hàng công ty. Thứ nhất là đủ size, đủ màu, đủ số. Chia sẻ đi anh ơi. Thứ nhất là đủ size, đủ màu, đủ số cho em. Được chưa ạ? Nhìn cho em cái màu của nó này, sang dã man luôn mọi người.
những cái cây vải em chọn cho các chị thật sự luôn mọi người ơi, nó sang lắm luôn nha mọi người. Được chưa ạ? Chia sẻ livestream để lát em tặng một bộ mẹ không đồng, tí nữa em sẽ mặc màu cho mọi người xem. Ok chưa? Em mặc mẫu cho mọi người xem, treo thêm cái bộ mẹ lên đi. Hôm nay là em lên để cho các chị này mua tặng bà nội 1, 2 bộ, mua tặng mẹ một à, mua tặng bà nội bà ngoại 1, 2, 3 bộ, được chưa ạ? Cho em xin mỗi chị gái mình một lút chia sẻ livestream với ạ. Chị nào chưa nhấn chia sẻ, nhấn chia sẻ ạ. Mua hàng nhà nhiều mà chưa sang được quà bởi vì chưa có lượt chia sẻ chị yêu. Nhà em trang và tặng quà ấy là chỉ tặng cho các chị có lượt chia sẻ thôi ạ. 2 lần trang cá nhân, 3 lần trang hội trợ nhóm nhé. Để chế độ theo dõi sang Tết hộ em. Được chưa ạ? Chị nào chưa đặt chuông thông báo, đặt chuông thông báo lên. Chị nào chưa đặt chuông thông báo, đặt chuông thông báo lên cho em. Có cái hộp to to là ngoài kia, có cái hộp này để đây để em đổi cái này này. Rồi bây giờ em lên trước cái mẫu này nhá. Thế em đang mặc thì em like luôn. Được chưa? Chị nào vào like rồi chưa chia sẻ nhấn cho em xin nút chia sẻ ạ. Cảm ơn Trang Đức lần nào nhận áo Patka chất lượng đẹp và xuất sắc luôn ạ. Em cảm ơn tình yêu. Ui giời ơi, vừa mới vào like mà nhận được cái feedback dài, sướng ơi là sướng luôn ạ. Hello mọi người nhá. Em chào chị gái Ngọc Bùi. Chia sẻ chưa? Hello mọi người ạ. Các chị ơi chia sẻ livestream giúp em, áo em mặc giá bao nhiêu tiền ạ? Hôm nay các chị lên mã là QT đi, quà tặng đi. Các chị nhắc mã cho em là QT1 và kèm số điện thoại cho em. Không đẹp em cho các chị trả hàng về. Em đã bảo hàng này này, mẫu này này. Ô lại T-Post lại cái gì đây? Cái gì đây, cái gì đây? Ôi dồi ôi, đừng có nói phần mềm không có nữa nhá. Hai cái hôm vừa rồi nếu như phần mềm nó có ấy, thì đảm bảo cái mẫu này em bay sạch sành xanh luôn đấy các chị. Chà, cái mẫu Patka của em cũng thế. Hôm nay mà Patka là bọn nó bỏ thêm một bao vào đây đúng không? Đây ạ, các chị ơi cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream đi nào. Chị nào chưa nhấn chia sẻ, nhấn chia sẻ hộ em với á. Sao đấy, có vào được phần mềm không? Mẹ không vào được phần mềm á? À? Cộng 5 ngày sử dụng phần mềm miễn phí. Vì cái lỗi vừa rồi, hôm vừa rồi mất 5 ngày đúng không? Ok mọi người ạ, bây giờ em tặng giá lại các chị này. Quê em và mình ở đâu ạ? Dạ em ở Tuyên Quang chị gái ơi, em ở Tuyên Quang ạ. Em ở thành phố Tuyên Quang nha các chị. Bây giờ mọi người lên luôn nhá. QT1 nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng. Cái mã này các chị thấy không? Mã code cho mọi người check đi ạ, hàng Zara nhá. Con này em ôm đúng một màu duy nhất, nó chỉ có một màu thôi. Và nó có hai size các chị ạ. Nó sẽ có cho chị em mình là size S và có cho chị em mình size M. Cái mẫu này các chị mua mặc đôi cùng chồng, mua mặc đôi cùng con, thoải mái. Con này là em mặc từ hôm qua đến giờ em chưa có tắm thề luôn mọi người ạ. Con này là áo em mặc nhá, không phải em mặc mẫu đâu. Các chị nhìn giúp em này, tất cả bên trong của nó đều là hàng nót nỉ. Được chưa ạ? Mũ của nó tất cả là mũ hai lớp đẹp như này. Em tặng các chị mã QT1. Hôm trước em bán 69.000 đúng không? Cả nhà ơi, QT1 59.000 đồng. Ví dụ như cái này có size nhá, mẫu này là phải mặc rộng. Nếu như chị yêu nào mà mình bảo mẫu hoodie này chị thích mặc ôm thì đừng mặc. Em nói luôn, chị nào mà thích mặc ôm đừng mặc mã này. Được chưa? Tất cả hàng này của em nó có mã code, các chị về các chị check cho em luôn này. Check cho em luôn, nó ra cái giá của nó luôn. Được chưa? Lô này em ôm hơn 1.000 cái, bây giờ còn khoảng bao nhiêu cái anh? Sỉ nhà em bảo Trang ơi chị chưa bán được đâu. Bây giờ chị chưa bán trực tiếp được nhưng mà đẹp quá chị vẫn lấy. Các chị ạ, sỉ nhà em nói câu như thế thì các chị biết là hàng này nó chất lượng như nào mà em bán cho các chị này. QT1, chất liệu của nó bên ngoài là chất lỉ sần nha các chị nhá. Đây em mặc này, em mặc suốt cả ngày sướng lắm, ấm lắm các chị ơi. Không em cả ngày hôm nay em ở nhà bán hàng em mặc đúng như này thôi các chị. Mặc đúng nguyên cây nguyên CC như này thôi, không mặc không cần mặc thêm một cái gì cả. Ô chưa đọc được comment. QT1 cho em với, em chốt tặng các chị 59.000 đồng. Hôm nay nhận được áo nhà Trang đẹp lắm ý ạ. Em cảm ơn chị Nhím Xù. Eo ơi, mỗi pet được một cái feedback gọi là sung sướng cuộc đời ạ. Để chờ QT1 không cần em đọc tên ạ. Chị Mai Chu em chốt đơn, chị Mận Chu em chốt đơn ạ, chị Hà Bắc em chốt đơn ạ. Dạ chị Ngân Hoàng em chốt đơn của QT1. Các chị nha, có size từ size 40 cân cho đến size 70 cân. Cái mẫu này được cực đẹp luôn. Chốt hộ em là QT1. Chị Thúy Đan Chi em chốt đơn ạ, chị Kiều Hương em chốt đơn ạ, chị Mây Nguyễn em chốt đơn của QT1. Mình lấy hai chiếc nhá. Mình comment giúp em Trang là hai chiếc nha mọi người. Và em chốt sale trên live cho tất cả các chị yêu QT1 ngày hôm nay là 59.000 đồng. Rồi ok, chị Trần Hồng em chốt đơn, chị Thu Phạm em chốt đơn ạ, chị Hương Bụ, chị Hương Sói em chốt đơn ạ. 70 cân có size. Các chị ơi, hàng nhà em là có size, mẫu này của nó là hàng suốt mọi người ạ. Hàng này đây này, nó size số nó đẹp như này các chị này.
Hàng của Zaza mà em đã bảo rồi ạ. Đây không phải là hàng free size đâu, hàng đầy đủ size số cho các chị luôn ạ. Cái này là có size S và size M, 40 cân đến 70 cân cho em với ạ. Dạ chị Thi Bùi em chốt đơn, chị Kiên Lý em chốt đơn là dạ có size chị ơi. Con này là có size từ 40 cân đến 70 cân nha các chị nhá. Lên đúng mã hàng hộ em là QT1 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Huệ ok em chốt đơn ạ, chị Quỳnh Anh em chốt đơn ạ, chị Hương Phạm em chốt đơn ạ. Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream với ạ. Dạ các chị ơi lên cho em luôn ạ. Áo đằng sau đợi tí em like cho. QT1 cho chị Đào Phương Thúy ok ạ. Đâu lâu quá không xem được like à. Em cảm ơn chị Mai Hoàng. Dạ chị Phạm Tư em chốt đơn ạ, chị Hà Quỳnh Chi em chốt đơn này. QT1 em chào chị Tập Sống Khác nhá, chị Nhi Hoài có ạ. Em chốt đơn chị Huyền Ngân luôn ạ. Mình lên đơn giúp em ạ. Tất cả hàng này bên trong của nó là lót lỉ này các chị này. Thấy không? Bên trong của nó lỉ siêu đẹp luôn các chị ạ. Mặc ấm, mặc nhẹ. Đấy, mình mặc ấm, mình mặc nhẹ như này. Ôi eo ở nhà nếu như chị nào thời tiết miền Bắc nhá. Ngày hôm nay ấy, buổi sớm thì bình thường nhưng từ trưa đến tối rất là buốt. Nhưng mà em chỉ mặc đúng một cái áo như này thôi. Ấm nhẹ bên trong lót nỉ nhá. Chốt giúp em mã hàng QT1 chị Nguyễn Huệ em chốt đơn, chị Bùi Diệu em chốt đơn của Quy. Em chào chị Bùi Diệu nhá. Hello mọi người. Em chào chị Thanh Phương ạ. Em chào chị. Tại sao vẫn chưa vào được phần mềm này? Lên hộ em luôn là QT1 kèm số điện thoại cho em. Được chưa chị Bé Vân em chốt đơn của QT1 ạ. Dạ ok chưa ạ. Chị Nga Trần em chốt đơn của QT1 ạ. Dạ em chốt đơn chị Biên Nguyễn của QT1 hai chiếc ạ. Lên giúp em là QT1 mình mua gì ạ? Mình mua cho hai vợ chồng cùng mặc, mình mua hai mẹ con cùng mặc, đẹp cực kỳ luôn. QT1 cho chị Linh Hồng Phạm em chốt đơn ạ. Dạ chị Tư Tu Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Hứa Thị Quyên em chốt đơn ạ, chị Lan Lê em chốt đơn của QT1. Mình comment hộ em là QT1, chị Hương Giang để lại số điện thoại giúp em. Chị Quỳnh Anh ok chị này. Chị Tăng Triệu Vi em chúc đơn ạ, chị Nhi Hoàng chúc đơn ạ. Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream đi. Đây nhá, các chị ngắm lại rồi để em qua mã. Bây giờ các chị lên mã QT2 đây này. Mẫu này em nói luôn, mẫu này không chốt nghỉ luôn các chị ạ. Tại vì sao ạ, hàng của em xịn lắm. Bây giờ em mặc thử cho các chị một mẫu nhá. Nhưng mà đừng các chị ơi, em chỉ cho các chị chỉ chọn phiên phiến màu cho em thôi. Ví dụ như mình lấy cho hai bà này. Đúng không? Mình mua cho mỗi bà một màu. Các chị hình dung ạ. Đấy, ngày mai các chị báo nhân viên cho em với là lấy hoa nhỏ, hoa to. Hoặc là các chị lấy tương tương màu thôi nhá. Tại vì em có khoảng hơn 5.000 bộ này. Nhưng mà em đóng xỉ đến hiện tại bây giờ là em còn gần 4.000 bộ nữa nha các chị nhá, em đóng xỉ. Đấy, chị nào mà có Zalo này, có Zalo xỉ của em ấy, em quay xỉ cái, em quay cái lô này của em hơn 5.000 bộ. Hiện tại em còn gần 4.000 bộ nữa các chị nhá. Và các chị sẽ lên ok chị Lê Thị Đản em chốt đơn ạ, chị Hương Sói em chốt đơn ạ, chị Thi Bùi em chốt đơn, chị Hương Giang em chốt đơn, chị Nga Hồ Thị em chốt đơn, chị Lê Lan em chốt đơn của QT1. Mua hàng nhà trang rất ưng, bán hàng đẹp lại rẻ ạ. Em cảm ơn chị yêu nhá. Em cảm ơn chị Thảo Phương nhá. Lần sau mua gì qua ủng hộ cho em. Áo của em là QT1 nha cả nhà ơi. Và mức giá em sale trên live cho tất cả mọi người là 59.000 đồng. Tất cả hàng này các chị về check code ra luôn ạ. Chất liệu bên ngoài của nó là chất lỉ sần, lỉ sần sần nhưng không phải bị xù. Các chị hình dung ra không ạ? Các chị về các chị sờ cái chất của nó xem, lỉ sần, ấm, giữ nhiệt. Bên trong toàn bộ nót lỉ này. Đấy, bên trong toàn bộ của em là hàng lót nỉ nhá. Và gì ạ, mũ của nó, tất cả dòng này của em là mũ hai lớp. Chị nào lấy thì lên đơn để em thay em mặc mẫu cho các chị này. Treo hết các màu của QT1, QT2 lên anh ơi. Cái này ngày hôm nay các chị phải chốt nhá. Ngày mai các chị có muốn chốt ấy là nó sẽ không còn sai đâu. Bây giờ hiện tại em chỉ còn sai từ 48 cân cho các bà, các cô đến tầm khoảng cân nặng là 65-66 cân đúng không? Sai đến 3XL nữa đúng không? 65-66 cân đổ về hộ em. Lấy riêng chị nào năm ngoái mua bộ lụa nhà em rồi nhỉ? Cái này các chị ơi lưu ý cho em ạ, chất của nó là chất lụa nhá các chị nhá. Chất vải lụa chứ không phải chất vải lanh đâu, bộ tặng mẹ này này. Mình mua cho bà mỗi bà 1-2 bộ. Các bà mặc ở nhà, mặc trông cháu. Eo ơi các chị ơi nhìn cho em những cái cây vải nó sang. Nó sang dã man luôn ạ, nhìn giúp em này. Mới nhận hàng buổi chiều rất đẹp lắm ạ, chiếu. Nhưng thiếu của em một áo gió bé trai à. Thế à chị ơi, áo em mặc dạ chỉ có một màu duy nhất thôi, QT1 cho chị Hiền Lê. Bây giờ các chị nhìn cho em ạ, chị nào năm ngoái mua cái bộ lụa này của nhà em Trang rồi cho em xin một cái feedback đi nào. Cái bộ lụa này em bán tự tin lắm. Bởi vì khách lẻ mà có những chị chốt đến 40 bộ, các chị hình dung ra. Không phải là chốt 40 bộ mua về tất cho hai bà mặc, mà mua cho hàng xóm, mua cho anh em, rồi là cơ quan đồng nghiệp nhờ mua. Đây ạ, các chị ơi nhìn cho em với này. Tất cả bộ này của em nó không phải lanh nhá. Nếu mà lanh thì em không nói. Em đang mặc hơi buồn cười. Mọi người ơi, tất cả hàng này của em nó là vải lụa. Được chưa? Chị Hạnh Vân Khanh em chốt đơn, chị Lương Hiền em chốt đơn, chị Hoàng Duyên em chốt đơn của QT1, chị Hoàng Lê có, chị Thanh Mai có. QT1 của em là 59.000 đồng. QT1 của nhà em Trang là 59.000 đồng. Bây giờ các chị lên cho em mã hàng này là luôn là QT2. Ngày mai các chị lấy như nào các chị báo nhân viên hộ em. Được chưa ạ? Ví dụ như năm ngoái chị mua mấy bộ này chất đẹp, form đẹp, các bà thích lắm. Em nói thật luôn, năm ngoái không một chị nào khách quen nhà em mà mua dưới 2 bộ, em khẳng định luôn. Không một chị nào khách quen nhà em mà mua dưới 2 bộ này.
Được chưa? Form của nó đẹp tuyệt vời mà có thể mặc năm nay nó vẫn cứ đẹp. Nha mọi người nha, bây giờ em chỉ có size từ 48 cân. Đây em đang 46 cân mặc hơi rộng một xíu nha mọi người. Nếu như bà các chị mà thích mặc rộng các chị chốt cũng được từ 46 cân. Còn nếu không các chị từ chốt từ 48 cân cho đến 65, 66 cân đổ về. Em tặng các chị 89.000 đồng. Đối với cái bộ như thế này nhá, các chị mua cái vải lanh ở bên ngoài chợ thôi, không nói quán đâu. Các chị mua vải lanh ngoài chợ thôi. Nó đã tầm 120-130 một bộ. Còn đối với dòng vải lụa như này thì chắc chắn một điều các chị sẽ phải mua trên 160. Được chưa? 160 đến 165, 170, 180 nghìn một bộ. Còn bây giờ em bán các chị 89 nghìn đồng. Nha, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Dạ, chị Hồng Hạnh ơi, QT1 của em chốt được đến 70 cân, có sai nhá, hàng này có sai. Được chưa? QT2, ví dụ như các chị lấy 2 bộ, các chị phải comment giúp em là 2 bộ. Được chưa? 2 bộ, 3 bộ kèm số điện thoại vào đấy cho em. Đây ạ, các chị ơi, em chỉ mặc mẫu cho các chị 1-2 màu thôi. Nha, các chị nhìn cho em cái màu của nó này. Toàn bộ cái tông màu của nó cực sang luôn. Toàn bộ cái tông màu của nó cực sang. Các bà, không phải các bà dễ, cứ bảo các bà dễ mặc đâu, không phải đâu ạ. Bán cho các bà là kén nhất các chị nhá. Thứ nhất này, màu không được quá sặc sỡ này. Đúng không? Nhưng mà vì ạ, phải như kiểu là phải sang, nhìn nó phải sang, phải hợp với tuổi ấy mọi người. Đấy, các chị lên cho em là QT2. Lấy bao nhiêu bộ mọi người comment vào đây cho em. Cho em sẽ cố gắng mặc. Anh ơi cho em thêm màu đây đi. QT2. Eo ôi, hàng của nó đẹp mê ly các chị ạ. Còn có những cái màu vân gỗ vân viết đẹp lắm. Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ live stream lát nữa em tặng bộ này không đồng. Để chờ lên hộ em tất cả cái này của em nó là chất lụa QT2 đủ size. Em bán 89.000 đồng một bộ. Đây ạ, nó rẻ chứ ạ, nó đẹp dã man luôn mà nó form nó như này. Em chốt nhanh các chị 89.000 đồng. Ui dồi ôi, vô vàn mà ui thôi em đang mặc ngược. Ngày mai các chị chọn màu cho em nhá. Ngày mai các chị chọn màu, tí nữa em sẽ đọc qua màu. Các chị ơi chọn phiên phiến cho em thôi. Riêng bộ này thì các chị chọn phiên phiến thôi. Bởi vì là nó màu nó tương tương như nhau. Các chị ạ, màu nó đấy. Tông màu của nó thì em đảm bảo các chị luôn sang cực kỳ luôn. QT2. Được chưa? Dạ, QT2 3 bộ cho chị Trần Uyên Phương em chốt đơn, chị Ngọc Sang em chốt đơn, chị Hồng Hạnh em chốt đơn của QT1 này. Cái này của em, cái này của em nó toàn bộ là quần lỡ suông nha các chị ơi, quần suông đây này. Eo ơi, hàng này các chị ơi, QT2 em đố các chị đi đâu mua được. Dạ chị ơi, em ở Tuyên Quang nhá, em ở Ỉ La chị ạ, à. Em ở tổ 4 phường Ỉ La chị nhá. Đây mọi người ơi, nhìn cho em này. QT2, anh ơi cho em cái ghế vào đây em đứng nào. Eo ơi, mặc cái bộ già, cái bộ này là trung tuổi nhá. Đừng chị nào mà 3-40 tuổi, đừng chị nào mà 30-35 tuổi chốt bộ này nhá. Bộ này là các chị mua về tặng bà nội bà ngoại. Mai mùng 8 tháng 3 thôi, năm nào em cũng ôm vài nghìn cho các chị luôn. Đấy, QT2. Trời ơi, chị Hằng Trinh em chốt đơn, chị Nguyễn Hồng Hạnh em chốt đơn của QT2 này. Mình lên giúp em là QT2 kèm số điện thoại cho em. Eo ơi, màu của nó này các chị ơi, size của em nó có size đến 3XL nhá. 65, 66 cân đổ về. Các chị nhìn cho em này. Ngày mai các chị sẽ chọn màu cho em. Hoodie của em là 59. Bây giờ các chị em đọc màu nhá. Ngày mai các chị chọn hoa hoặc là chọn lá hộ em. Đây là hoa này. Toàn bộ em sẽ chọn cho các chị những cái tông màu như này. Em đảm bảo sang nhất cả đất luôn, thật. Các chị ạ, lên của em luôn là QT2. Nhìn các chị đã thấy sang chưa ạ? Quỳnh Anh ok chị nào. QT2 và kèm số điện thoại giúp em. Ui, sao mà nó đẹp như này. Đây, tất cả những cái màu của nó đây ạ, nó xem màu như nhau. Cây vải của nó rất là sang, hình như em thấy có những cái màu mà nó có hình vân gỗ đấy anh. Nhưng mà phải lấy size nhỏ nhỏ thì em mới mặc được chứ, lấy cái size to này. Eo ơi, các chị nhìn màu cho em này. QT2 46 cân hơi rộng đấy ạ. Chị Tuyền em chốt đơn, chị Hà Bắc em chốt đơn, chị Hoàng Yến em chốt đơn của QT2. Lên hộ em luôn ạ, QT2 bộ gấu kia. Xin giờ em một tí. Ô đây nó sát lách à anh ơi. Sát lách thì mình sẽ không lên nhá. QT2 dạ ok chị Khang An em chốt đơn ạ. Chốt hộ em luôn là QT2. Lên hộ em luôn là QT2 và kèm số điện thoại giúp em. QT2 nha mọi người. QT2 kèm số điện thoại cho em, quà tặng đấy các chị ạ. Em chốt 89.000 đồng em đã bảo rồi ạ. Riêng cái mẫu này mọi người đi ra ngoài các chị mua lanh thôi. Chứ đừng nói đến mua gì ạ, đừng nói đến mua lụa. Các chị mua một bộ lanh ống suông như thế này thôi, mọi người mua đã tầm khoảng 130 đến 120, 130 một bộ rồi. Đúng không? Mà bây giờ em bán cả một bộ như này chất lụa cho em này. Hàng này bên ngoài thị trường em khẳng định luôn không có dưới 160 nghìn nhá. Em bán các chị yêu này 89.000 đồng. Chất của nó là chất lụa và hàng đầy đủ size chứ không phải hàng một size. Mình lên đúng mã hàng là QT2. Ok chị Liên Kim,
Lên hộ em là QT2. Rồi để em qua mã nha mọi người ơi, đẹp lắm. Ngày mai các chị yêu mình báo màu hộ em này, lấy xanh này, lấy xanh dương này, đúng không? Mình lấy hoa lá cành thì mình lấy, vì nó toàn bộ hoa lâu thôi. Nó toàn bộ em đã bảo rồi ạ, bán cho các bà là em đã chọn hết những cái tông màu rồi. Các chị thấy không, mặc màu lên nó rất là hợp tuổi và nó rất là sang. Lên áo đằng sau đi, dạ ok chị này. Lên hộ em là QT2. QT2 kèm số điện thoại giúp em. Em bán tặng các chị yêu với mức giá là còn 80 mấy nhỉ. Đây em mặc lại cái bộ này, em mặc thêm một bộ nữa cho mọi người xem nhá. Em mặc thêm một bộ nữa cho các chị xem. QT2. Cứ lấy 2 bộ 3 bộ cho các chị. Ok chị Tứ Tuyết em chốt đơn, chị Dũng Ngô em chốt đơn ạ, chị Thanh Lê em chốt đơn QT2 này. Em mặc lên để cho các chị thấy là màu nào em chọn cho các chị nó cũng rất là đẹp. Chợ màu nào em chọn nó có... Đợi em một tí nha chị Lê Phương Thảo. Áo chống nắng em còn chị ơi, đợi em một tí ạ. Ui dồi ôi, cứ đợi em một tí em sẽ lên hết cho mọi người. Chợ cố gắng để em chốt để cho các chị đi nó kịp mà kịp quà tặng mùng 8 tháng 3 ấy. Tại vì thật ra là thôi thì mình cứ xem đi các chị ạ, xem đi màu nào nó cũng đẹp. Thứ hai nữa là mùng 8 tháng 3 thì mình cứ có gọi là trả nhiều thì ít, mình mua tặng cho ít nhất là mỗi bà một bộ các chị ạ, mỗi bà một bộ ở nhà đi chợ này trông con bế cháu thoải mái luôn. QT2 kèm số điện thoại giúp em. Đấy ạ. Các chị thấy không? Cái tông màu của em chọn cho mọi người này, có màu nào chê được không ạ? Cũng khó đâu các chị, đẹp lắm. QT2 nha mọi người. Bây giờ em qua này, em mặc luôn cái bộ này cho các chị. Anh treo em với. QT2 và kèm số điện thoại cho em. Ok chị heo lùn em chốt đơn, chị Hạnh Phạm em chốt đơn ạ. Chốt của em là QT2 là còn ít cái mã chip 3D cầm nốt đây cho em nào. QT2 nha các chị ơi, kèm số điện thoại giúp em. Em tặng nốt trên like cho mọi người với mức giá là còn 89.000 đồng. Đấy, 89.000 đồng của QT2. Mọi người lên hộ em là QT2, mai mình có thể lấy hàng hai bộ gì đấy tùy mọi người nhá. QT2. Ok chưa? Dạ em có từ size 48 cân ạ. Có size, hàng có size không phải hàng xưởng free size đâu mọi người nhá. Lưu ý cho em ạ, tất cả hàng nhà em nó đều có size này, size đánh ở đây này. Và size đánh ở mark cho các chị luôn này. Được chưa? Lên giúp em là QT2 các chị ơi. Ok chưa, chị Dũng Ngô em chốt đơn, chị Nguyễn Thúy Nga em chốt đơn, chị Ly La em chốt đơn ạ, chị Thảo Đặng Thị em chốt đơn của QT2 ạ. Dạ chị Nhịp Đinh em chốt đơn ạ, chị Lê Thuận em chốt đơn này. Mã hộ em là QT2, chị cầm hoa ok chị. Cho anh chị nốt cái quần thể thao nữa vào đây, em bán nốt 38.000 anh ơi. Cái quần thể thao còn hôm nay bảo còn ít đúng không? QT2 và kèm số điện thoại cho em. Mẫu này nhá, em còn một ít thôi. Mẫu này các chị tham gia nhóm xỉ này xem. Xỉ người ta toàn trên... Nếu như xỉ đối với những cái size mà từ 10 cân đến 15 cân ấy, nó đã là 90 mấy nghìn, 95 nghìn một lố rồi. Thật là 9.500 một quần ấy. Còn đối với những cái bé mà trên đấy thì nó sẽ cao hơn nha mọi người. Mọi người ra ngoài mua cái những cái quần 3D như này không có dưới 25 nghìn đồng. Chợ riêng đối với cái dòng quần chip này, nó là chip, chất của nó là chất cốt tông Thái. Các chị nhá, hình ảnh của nó có in hình 3D cho con luôn. Thứ hai là nhà em sẽ có đủ size đến 30 cân, 15 cân cho đến 30-32 cân. Thật ra là chip này thì em vẫn mặc vừa. Đấy, nó giãn. Về cái chất của nó thì nó siêu giãn và siêu mềm. Nhẹ, giãn, mềm. Để cho không xùi lông, không nóng, mặc thông thoáng, dễ chịu. Em cứ bán này. Em bán còn rẻ hơn nhiều chị nhập xỉ nhá. QT3, đúng không? QT2 mọi người cứ lên đơn nhá. Chị Hồng Hạnh, ok chị. Cái này của em nó là vải lụa đấy các chị. Vải lụa nhìn nó rất là sang luôn. Cho em xin cái ghế để em đứng cao lên tí nào, để cho các chị nhìn được cái ống quần này. Hôm nay em đang mặc quần tất các chị ạ, khổ. Lên cho em mã này luôn, đợi đặt hàng mua ở ngoài 20k một cái. Đợi lâu quá chị. Bây giờ em chốt tặng các chị này. Mẫu này em chốt từ size 15 cân đến 32 cân. 30 cân thôi, cứ chốt cho bé đến 30 cân đi cho nó thoải mái. Từ em chốt tặng các chị luôn. Mẫu này 48.000 đồng 5 quần. Tính ra các chị chưa mua đến 10.000 một quần. Đây ạ, đây là mẫu QT2 của em này các chị này. Kẹo ôi, mặc vào đậm chất quá. Ok chưa? Mọi người lên cho em mã là QT3. Em có size từ 15 cân cho các bé đến khoảng cân nặng là 30 cân nha mọi người. Em có từ 15 cân đến khoảng cân nặng là 30 cân. Và em sẽ chốt cho các chị 48.000 đồng. Chị Ngốc Trang ok. Lay rào giao hàng hơn 3 ký. Nhà Trang cái gì cũng rẻ và đẹp. Em cảm ơn chị Lê Hồng Thúy. Rồi em bỏ game để lát em chơi mini game nhá. Chị nào chia sẻ rồi ở lại với em nhá. Chị nào chia sẻ livestream rồi ở lại like với em để lát em tặng quà. Được chưa? Bây giờ các chị lên cho em mã này luôn ạ. Mã này chốt hộ em luôn là QT3. Đấy, bây giờ em bán cho các chị yêu mình với mức giá là 48.000 đồng mà các chị ơi, có 5 chiếc quần như này. Được chưa? 5 chiếc quần như thế này của QT3 nha các chị nhá. Nhìn hộ em với ạ. QT1 dạ ok chị Thùy Ngôn chốt đơn đã nhận hàng, em cảm ơn chị Thanh Nga Võ ạ. QT3 chị Nguyễn Loan này, QT3 chị Thảo Phương ok, chị Hà Bắc ok. QT3 lên hộ em luôn là QT3, bộ em mặc là QT2 ạ, 89.000 đồng chị nhá.
QT3 em chốt cho chị Thúy Vũ, ok chị Hoa Âu Thanh em chốt đơn ạ. QT3 và kèm số điện thoại giúp em. Được chưa ạ? Toàn bộ này em cứ lấy cho các chị 5 màu, à 5 cái. 5 cái thì ít nhất nó sẽ có tầm 3 đến 4 màu. Cái này mặc nhẹ lắm các chị ạ. Mùa hè mà, mùa hè các con mặc thay quần chip này. Được chưa ạ? Mặc thay quần mặc váy luôn. Nhiều bé là không thích mặc quần tam giác bởi vì cái các con đang tầm lớn ấy thì nó hay nhiều bé là béo béo là các con chỉ thích mặc cái quần này thôi. Đấy, tại vì nó không đau mà, nó không giáp. Lên hộ em mã này luôn ạ. Bộ em mặc là QT2. Được chưa? Lên cho em mã này luôn là QT3 chị Kiên Trang, ok này. QT3 ok chị Ngọc Quỳnh Thảo Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Mai Nguyễn em chốt đơn ạ. Mã cho em luôn ạ, em không có bộ lanh đâu, em chỉ bán dòng lụa thôi các chị ạ. Lanh hiện tại em chưa có ạ. QT3 cho chị Nga Trần, ok chị. QT3 cho chị Liên Kim, ok chị này. Lên hộ em là QT3 cho chị Đào Phương Thúy có đơn nhé. Các chị lên hộ em là QT3 và kèm số điện thoại cho em chị Thủy Thủy Ngô, em chốt đơn của QT3. Chị nào lấy QT3 chốt mã hộ em là QT3 và kèm số điện thoại cho em. Giá em bán mọi người là 48.000 đồng ạ. Các chị ơi 5 chiếc ạ. Chị Ngô Hồng Văn QT2 chị 89.000 đồng ạ. Chị Thảo Phương có rồi ạ. Chị Huỳnh Nhi có đơn này. Cái mẫu này mình còn một ít thôi đúng không? Mẫu này em tặng kèm đi kèm vào đơn này. QT3 cho chị Huế Ngô Thị, ok chị. Lên cho em mã này luôn là QT4 ạ. Em có đến 55 cân. 56 cân đổ về. Mẫu này em còn mấy chiếc thôi, các chị lên hộ em luôn, em tặng nốt 38.000 đồng một quần. Các chị nhìn cho em đằng sau của nó may lưng mông hết nhá. Chất của nó là chất cốt tông đanh lì. QT3 10 quần cho chị Nga Trần, ok chị yêu. Lên cho em mã này luôn là QT4, kèm số điện thoại giúp em. Em chốt nhanh các chị 38.000 đồng, em còn tầm khoảng là 10 hay là hơn 10 chiếc nữa thôi nhá. Ôi sao sao giật thế nhỉ, cái máy bên này giật thế nhỉ. QT3 cho chị Thảo Phương, chị Ngọc Quỳnh Thảo Nguyên, ok chị. À, QT2 của em nó là quần lửng như này chị nhá. Nó là quần lửng như này, đây đây các chị ơi. Nó là kiểu quần lửng ống suông. Quần lửng ống suông ạ, quần lửng ống suông ạ. Em mặc cái bộ này vào trông em đậm đà quá rồi các chị. Lên rồi em mã hàng này luôn là QT4 đúng không? QT4 em còn vài chiếc thôi, các chị mua mặc ngủ này, mặc ở nhà này, mặc thể dục này, mặc tập như ở các chị tập aerobic hay là các chị tập gì đấy mọi người ạ. À, mọi người lên cho em mã này luôn là QT4 nhá. Em tặng nốt 38.000 đồng của QT4, còn có vài cái nữa thôi. Chị Mai Anh Đào ok, chị Nguyễn Thị Nga ok, em chốt đơn ạ. À, chị Nguyễn Ly Bích, à, chị Nguyễn Bích em chốt đơn của QT4 luôn này. Lên giúp em luôn là QT4 ạ. À, em chốt chị Mai Nguyễn có ạ. À. Chị nào lấy cái mã này lên hộ em luôn là QT4 và kèm số điện thoại giúp em. Giá thanh lý chốt lên trên live cho mọi người là 38.000 đồng. Nhấn cho em xin lỗi chị lúc chia sẻ livestream với nào. Lên hộ em luôn là QT4 qua nha mọi người. À, giơ lại cho các chị nhìn form này. QT2 ok chị Thanh Đào ạ. Chị nào lấy mã này lên giúp em là QT4 nha mọi người ơi. QT4 cho em với ạ. QT2 3 bộ ok chị Hồ Cúc, quá đẹp luôn. Em đã bảo rồi mình mua cho bà nội bà ngoại với bà bộ. Cứ tầm trên 40 tuổi là các bà mặc được nhá. Chốt cho em mã là QT4 và kèm số điện thoại cho em. Rồi em còn một ít của bộ lanh này. Mà cho em cái bộ LY. Cái mẫu này em nói luôn này. Không tội gì các chị yêu mình phải mặc lanh. QT3 10 cái, ok chị. QT4 cho chị Hà Quỳnh Chi, em chốt đơn ạ. Bộ đang mặc là QT2, QT3 và ok chị Huế Ngô Thị, em chốt đơn của QT2. Ơ, cái mẫu này là bộ gì đấy? Cánh tiên à anh? Cánh tiên này nhiều không? Bộ cánh tiên này nhiều không? Ok, QT4 cho chị Hà Bắc, em chốt đơn ạ. Đây là toàn bộ cánh tiên này. Mình cho em xin bộ dây vào đây trước đi. Lai bộ dây trước đi. Bộ dây. Bộ dây em like bộ dây trước nha mọi người ơi, đẹp dã man luôn này. QT4 3 quần ok chị Ngọc Vân Trần, chị Thanh Đào, chị Hà Bắc có. Bộ đang mặc của em nó là vải lụa nha mọi người. Dạ ok chị Mây Nguyễn em chốt đơn của QT4 ạ. À, em chị nhận được hàng rồi, đồ đẹp lắm luôn nha. Dạ em cảm ơn chị Khang Trương. QT4 chị Phúc Hoàng Long em chốt đơn, chị Vũ Hải em chốt đơn ạ. QT4 và kèm số điện thoại cho em. QT4 và kèm số điện thoại cho em. Đây là cánh tiên à? Bên này là cánh tiên à anh? QT4 cộng số điện thoại cho em. QT2 cho chị Kiên Lương. QT2 là 89.000 đồng. QT4 cho chị Vinh Vịnh, ok chị này. Ui giời ơi, cái bộ này của em nói luôn này, các chị ơi, không co là một. Nó y chang như cái chất này. Nó là chất lụa như này. Được chưa? Nó là chất lụa không co là cái thứ nhất nhé. Không nhăn. Được chưa? Không co, không nhăn, vải lụa. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là QT5. QT5 cho em với 75.000 đồng cả bộ luôn. Em có đủ size. Em có đủ size của bộ này, 40 cân cho các chị đến 60 cân. Ok, chị Phúc Lương em chốt đơn ạ. QT2 của em là vải lụa ạ. QT2 của em là vải lụa nhá. Chị nào chưa nhấn chia sẻ hộ em với. Chị nào chưa để chế độ theo dõi page, để chế độ theo dõi page hộ em. Đây ạ, bây giờ em lên cái bộ lụa cho các chị nhìn này. Ôi bay, mát mắt lắm luôn. Bay, mát mắt cực kỳ luôn ạ. Các chị lên đơn giúp em luôn, mã này luôn là QT5 phải không nhỉ cả nhà. QT5 và kèm số điện thoại cho em.
Treo em mấy cái bộ mẹ lên cái nào, tí nữa em mặc lại nào. QT5 nha các chị ơi, QT5. Em chốt cho các chị yêu với mức giá của nó sẽ còn là bao nhiêu tiền nhỉ? 75.000 đồng đúng không? Đủ size đến 60-62 cân. Đã ok chị Nguyễn Thúy Nga, em chốt đơn chị Phúc Hoàng, em chốt đơn ạ. Đây ạ, chị nào lấy cái mã này lên đơn giúp em luôn là QT5. Thông cảm cho em nhé, chỗ em vẫn đang lạnh. Chỗ em nó vẫn đang lạnh quá mọi người. Mọi người lên mã này cho em có màu vàng này. Màu vàng của QT5 này. Được chưa? Màu này của em là màu vàng Mickey này. Màu này của em là màu lâu Mickey này. Được chưa? Lâu Mickey. Lên của em luôn là QT5. Đâu rồi bộ dây đâu? Màu này. Còn cái bộ mà hồng hồng kiểu LX ấy, YXYL ấy. Ok chưa? QT5 cho em màu này của em là màu này gọi là màu kẻ đi, kẻ này. QT5 cho em màu hồng này, màu xanh Mickey này. Chà, lên của em luôn là QT5 kèm số điện thoại cho em bán các chị 75.000 đồng. Màu xanh này, xanh dương của NS này, YSL. Chỗ đó em luôn là QT5 nha cả nhà ơi, kèm số điện thoại giúp em. QT5 và kèm số điện thoại giúp em. Đấy ạ, ngày mai các chị chọn màu thoải mái nhá. Chọn màu thoải mái hết rồi thôi. Nhà em cứ bán thoải mái cho mọi người. Lên của em luôn là QT5 kèm số điện thoại cho em. Chào QT5 và kèm số điện thoại cho em Trang, các chị nhận đơn hàng. Mức giá sale trên live cho mọi người là giá còn 75.000 đồng một bộ. 75.000 đồng một bộ của QT5. Đợi em một tí xong là để em xem. Em lên cái pasta đằng sau đúng không? Mọi người đang đòi hỏi cái pasta đằng sau đúng không? Mọi người đang hỏi cái pasta đằng sau đúng không? Đấy, đây để em lên luôn. QT5 kèm số điện thoại cho em, giá là 75.000 đồng. QT5 giá là 75.000 đồng. Ok chưa? Úi dồi ôi, hôm nay gọi là mệt hết cả người luôn. QT5 nha các chị, kèm số điện thoại cho em ạ. Nhấn cho em xin mỗi chị lúc chia sẻ livestream nào. Chị nào đang theo dõi live, chị nào đang xem live cho em xin một lúc thả tim nào. Đang xem live cho em xin một lúc thả tim, một lúc thả like nào. Lên thả tim, thả like lên đây cho em với nào. Rồi anh ơi, kia cái kia là. Xem ở kia nào. Lên tiếp cho các chị một mã tiếp theo. Chốt hàng chiều hôm qua không thấy chốt đơn ạ. Ok chị Hoa Trần, ngày mai nhà em gọi lại nhá. Chị Đặng Vinh, ok chị này, QT5 kèm số điện thoại cho em. Chị cái áo gấu đâu, đưa áo gấu đây, pasta gấu. Pasta. Không phải áo gió, pasta. Không phải dáng ngắn. Đó. Nói thật chị tốn tiền với bên em lắm rồi. Em cảm ơn chị yêu. Cái mã này mọi người lên cho em luôn là QT6 này. QT5 là áo bộ đấy đúng không? Áo mặc có bán chị ạ, mã là QT1 chị ạ. Rồi ạ, bây giờ cái bộ này, cái áo này của em này, hôm nay em bảo các bạn ấy cất đi nhưng các bạn lại xếp ra cho em hẳn một bao nữa này các chị này. Hẳn một bao nữa luôn, 300 cái nữa các chị nhá. 300 cái nữa, tại vì hôm nay các chị biết tại sao các bạn xếp ra không ạ? Tại vì nhà em không có nhân viên đi làm, không có người để cất đi. Nên là các bạn lại xếp ra, thay vì là cất đi các bạn ấy xếp ra đây cho em. Bảo là thôi em bán lốt đi, tranh thủ nó đang lạnh thì cứ bán đi. Đấy chị ạ, 138.000 đồng. Lên của em mã này luôn là QT6 và kèm số điện thoại giúp em nhá. 75 QT6. Em chốt nhanh các chị này. Chốt nhanh QT6 này, giá của nó sẽ còn là 138.000 đồng một cái của QT6. QT1 của em là đủ size từ 40 đến 70 cân ạ. Được chưa? Em ơi, hàng gọi là không thấy gọi điện chốt đơn tối qua. Nhà em gọi điện chốt đơn hết ạ. Chỉ trừ khi mọi người không nghe điện thoại thôi. Chị Trần Hai lên, anh lọc lại đơn của chị Trần Hai tối hôm qua xem có những cái gì nào. Chị Trần Hai lên mã là chưa gọi điện chốt đơn, kèm số điện thoại để ngày mai nhà em gọi lại với. Thông cảm hộ em nhá, nếu như bị sót đơn nào. Các chị ơi nhìn cho em này, hàng nó đẹp như này. Eo ơi, hàng nó đẹp như này các chị ơi. Đây ạ, bên ngoài nó là chất thô, bên trong nó là gì ạ? Bên trong là lót lông cừu. Bên trong là lót lông cừu, hàng siêu đẹp. Chốt cho em mã này, em có từ 25 cân cho bé đến khoảng cân nặng là 42 cân đổ về nhá. 25 cân đến 42 cân đổ về. Các chị lên cho em mã này luôn là QT6 đúng không? QT6 đúng không? Để nó co quá. QT6 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Tối qua chị cũng chốt đơn mà không thấy gọi á. Chị mít ướt đây. Các chị ơi, chị nào chưa được bên em gọi điện chốt đơn thì lên mạng lại hộ em là chưa gọi điện chốt đơn, kèm số điện thoại vào đấy hộ em. Đây ạ, cái này của em nó là dáng pasta túi hộp này. Đấy, dáng pasta túi hộp cho các chị yêu nhà mình luôn. Lên giúp em là QT6 nhá mọi người nhá. QT6 em đang có của màu gì ạ? Màu vàng này. Em đang có QT1 là 59.000 đồng. QT1. Ok chưa? QT6 138.000 đồng. 128 là mã khác. 128 sẽ là mã áo gió. Và ngày hôm nay sẽ tí xả luôn nhá. Tí nữa xả luôn áo gió. Được chưa? Lên cho em mã này luôn là QT6 và kèm số điện thoại cho em. QT6 và kèm số điện thoại cho em. Trời ơi, siêu phẩm mới nhận lúc trưa nay đẹp lắm. Em cảm ơn chị Kem Dâu.
Đây ạ, các chị ơi, QT6 cho em với ạ. Màu cam này, màu vàng cho em này, màu hồng cho em này. Con này là đủ size luôn, đến tận 42kg nhá. Bên trong là toàn bộ lót lông cừu. Con này không đẹp, không lấy tiền. Em khẳng định luôn là không đẹp, em không lấy tiền các chị. Được chưa? Từ cái form đến chất nốt của nó nhá mọi người. Lên hộ em luôn là QT6 ạ, 138.000 đồng. Rẻ như một con áo cộc luôn. Nhiều chị mua những cái áo phông cho bé mà tầm từ 30 cân trở lên ấy, thì nói thật luôn các chị phải mua cái hàng trên 200, 230 nó mới đẹp. Còn nếu mà hàng mà dưới không bao giờ có chất đẹp luôn. Trở lên của em luôn là QT6 ạ. Ok, chưa gọi điện chốt đơn kèm tố điện thoại vào đấy cho em chị Thùy Vũ. Ok, QT6 em chốt đơn này. Chưa gọi điện chốt đơn chị Tươi Nguyễn lên số điện thoại về hộ em với ạ. QT1 cho chị Thanh Hà, QT6 chị Mai Nguyễn, QT6 em chốt chị Trịnh Hương, QT6 em chốt cho chị Huyền Ngân, QT6 em chốt cho chị Dũng Ngô. Lên đơn giúp em là QT6. Các chị ơi, em có 3 màu luôn. QT6 em có 3 màu luôn, màu hồng này. QT6 cho em màu cam ạ. Ok, chị Kim Liên em chốt đơn của QT6 ạ. Dạ, QT1 cho chị Huế Ngô Thị em chốt đơn này. Lên cho em luôn là QT6, chị Hà Bác có ạ. Chị nào lấy QT6 lên giúp em là QT6, 138.000 đồng. Nay mình nhận bộ 3 món rồi, đẹp lắm, chất ok ạ. Em cảm ơn chị Dương Nga, cho cái bộ 3 món còn đúng không? Lên giúp em luôn là QT6 nhá các chị ơi. QT6 và kèm số điện thoại cho em, được chưa ạ? 138.000 đồng, em ơi, 3 màu. Em nói luôn ạ, 3 cái màu này là 3 cái màu mà đẹp nhất luôn. Không có cái màu nào chết ở đây. Không có một cái màu nào gọi là màu bé không mặc, bé không thích cả. Được chưa? Em bán 138 mà. Chị Thanh Nhàn em chốt đơn, chị Thanh Hà em chốt đơn ạ, chị Hùng Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Mít Ướt em chốt đơn của QT2, em cảm ơn chị. Lên cho em mã này luôn là QT6. Dạ ok chị Ngân Hoàng, ngày mai nhà em gọi lại. QT6 nhá các chị nhá. Giá là 138.000 đồng. 138. Chị yêu nào lấy QT6 chốt giúp em là QT6, các chị kèm màu vào đấy luôn. QT6 kèm màu vào đấy luôn cho em với, ngày mai nhà em cứ thế gọi điện chốt đơn. Ok, chị Thanh Hà em chốt đơn, chị Thủy Ngô em chốt đơn rồi này. Chị Kha Thanh em chốt đơn ạ. QT6 chị Huyền Nguyễn có ạ. QT6 chị Cherry ở nhà em có size ạ. Có size từ 25 cân đến 42 cân nha chị nhá. 42 cân em đang mặc vừa size to nhất. Cho em xin cái bộ 3 vào đây để em mặc cái món của nó. Xong rồi em mặc cái áo parka nè. QT6 và kèm số điện thoại, dầu ngủ em chưa có ạ. Áo em mặc là QT1 ạ. Dạ ok chị Ngoan Trần em chốt đơn của QT6. Hàng cực đẹp luôn. Em đã bảo rồi, em nhập về ấy. Em định nhập về là đến tầm tháng 7, tháng 8 của năm 2022 này em mới bán này. Nhưng mà vì nó rét quá các chị ạ. Và lưu ý cho em nhá, nếu như mà để mà lâu như thế ấy, thì mà khi mà bọn em bán ra thì nó sẽ không còn là 138 được nữa nha mọi người. Đấy, lưu ý cho em. QT6, dạ ok chị Phụng Kim em chốt đơn, chị Tươi Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Nguyễn Phượng em chốt đơn của QT6 này. Lên đơn giúp em là QT6 và kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ cả nhà lên cho mã này luôn là QT7. Đây nhá, đợi em một tí. Bộ 3 món đúng không? Các chị ơi, cái chất này, tất cả cái chất của nó em đã bảo rồi ạ. Chất u mì nhá, co giãn, không xù lông. Được chưa ạ? QT7 cho em. Dưới 53-54 cân đổ về. Lên đơn cho em mã này luôn là QT7 và kèm số điện thoại. Đây em từ đã xong em mới bán QT7. Bây giờ để em mặc thử cho các chị một cái mã patka kia vào. Em mặc thử cho các chị một cái mã patka vào nhá. Em mặc thử cho các chị một cái mã patka vào. Em mặc thử cho các chị một cái mã patka vào này. QT6 cho chị Trịnh Hương. Đây để em xem em thử cái mẫu patka màu nào vào cho các chị nào. Màu nào có size để em mặc thử luôn nè. Eo ôi, hàng em đã bảo rồi ạ, mà nó đẹp dã man luôn các chị. Nó đẹp dã man luôn. QT1, ok chị Thu Cúc, bạn nay nhận được bộ 2 món rồi, chất đẹp lắm ạ. Ui đấy, từ nãy giờ các chị ơi, feedback này. Eo ôi, em bán nó các chị đừng nghĩ là mua giá rẻ mà sợ không mặc được nhá. Thật luôn. Đừng nghĩ là mua cái áo, ui ui, nhận cái áo vào sao sờ nó giáp tay như thế. Có những cái loại vải thật sự không thể sờ được vào, các chị nó sần. Cảm giác chưa mặc nó đã muốn xùi hết cả lông lên rồi các chị. Đây ạ, QT6 của em đây ạ. QT1, ok chị Thu Cúc lên mã kèm số điện thoại lấy cho em. Đây, em đang là 46 cân nha mọi người. Em sang đang là 46 cân, cao 1m55. Lên là chị nào, em chỉ chốt cho các bé đến 42 cân thôi đấy. Tại vì sao ạ? Tại vì em muốn cho các bé mặc thoải mái nhất. Và thứ hai nữa, em muốn để các con đang tuổi lớn ấy, các con đang tuổi béo ấy, các chị đang tuổi cao ấy, nên là em sẽ chốt cho các bé ở cái mức mà an toàn nhất. Các chị mua năm nay sang năm các con vẫn mặc thoải mái, năm nay mặc đi học, năm nay mặc đi chơi, sang năm các con mặc ở nhà đấy. Tại vì là cứ nói mùa đông không lạnh thì các chị đấy, như năm nay da dê tiêu nó lạnh chưa, lạnh dã man đúng không? Chốt cho em mã này luôn là QT6, 138.000 đồng. Em đặt hai bộ luôn ạ. Em cảm ơn chị Anh Thư. Bây giờ các chị lên đơn cho em size nhỡ nhà Trang này, hàng patka size nhỡ mà giá này là hiếm lắm. Em cảm ơn chị Kem Dâu. Đúng rồi, nếu như chị nào thông thái là các chị biết nhé. Ví dụ như mọi người đi mua hàng của bé, các chị sẽ thấy một điều là như này này.
nhà người ta bán những cái size mà dưới 18 cân, dưới 16 cân chứ nhỉ, size nhí. Size nhí là size từ 8 đến 16 cân thì giá nó sẽ khác, và size từ tầm hạ từ 10 18 cân trở lên cho đến tầm 3 tầm 26 cân đổ về đó là size nhỡ, còn size đại của nó sẽ là từ 27 đến 42 45 cân các chị nhá. Thì nó lại cực kỳ là đắt luôn, nhiều khi nó đắt hơn hàng người lớn rất là nhiều bởi vì hàng khó tìm. Nhưng mà nhà em vẫn bán đồng một giá cho các chị là 138.000 đồng. Các chị lên vào đấy cho em luôn là QT bao nhiêu? QT 6. Bây giờ lên tiếp theo là QT 7 này. Ui chất này, sướng chưa? Cái này các chị mặc rời thoải mái luôn, không cần phải mặc cả cây nhá mọi người nhá. Mẫu này này, mẫu bộ 3 này các chị mặc rời thoải mái luôn. Các chị bình thường các chị khoác không cái áo cũng được, mặc không cái áo class top được, áo bên trong của nó là dáng ngắn nhá, dáng class top thì nó mới là đúng kiểu của nó. Đấy ạ, các chị lên cho em mã này luôn là QT7 cho em. QT7, ôi m62 thì em không dám chốt rồi chị ạ. QT7 em chốt đơn cho mọi người với mức giá là 78.000 ấy, cả bộ này. Đây ạ, cả kèm một cái quần, ba cái quần này nữa này. Quần này cái sọc này của nó là may vào nhá, cái kể cả cái sọc mũ của nó cũng được may chứ không phải là sơn đâu. Tất cả cái này là nó may vào này, thấy không các chị? Lên cho em mã này luôn là QT7 cho em. 38 cân đến 54 cân. Để cho em lên em luôn là QT7. Kèm số điện thoại cho giúp em một set 3 chi tiết như thế này mà em bán được, thanh lý được cho các chị với mức giá là 78.000 đồng. 78.000 đồng của QT7. Chị yêu nào lấy mã này lên hộ em luôn là QT7. Cái bộ này các chị chốt hôm nay đi nhá, hôm ngày mai là hết size rồi đấy ạ. Bộ này sắp hết rồi đúng không anh? Em thấy cái size L còn ít lắm. Mẫu này nhà em còn ít lắm nhá các chị ơi, lên cho em luôn là QT7. Và kèm số điện thoại cho em. Chất của nó là chất u mì, hàng siêu đẹp luôn, QT7. Một bộ một set chi tiết như này em bán có 78.000 đồng thôi. Em bán các chị yêu có 78.000 đồng thôi. Đấy ạ, tại vì hôm nay em vừa xem kho rồi, em vừa ra kho em xem rồi, mẫu này em không còn nhiều đâu. Không còn nhiều hàng đâu ạ. QT7 cho em. QT7 cho chị Phụng Kim, QT6 chị Thanh Nhàn Nguyễn em chốt đơn ạ. QT đúng rồi, chị anh Đào Cherry 1m62 mà bé mà cao 1m62 em không chốt đâu. Để chợ lên em mã này luôn là QT7, những cái túi của nó có khóa hết này. Đấy ạ, chất của nó tất cả là chất u mì nhá, chất u mì siêu đẹp 38 cân. 38 cân cho chị đến 53 54 cân đủ về. QT7 cho chị Mơ Anh Đào, chị Mai Nguyễn em chốt đơn. QT7 cho chị Thanh Lê, chị Trần Thu Hương em chốt đơn của QT7 này. 78.000 đồng cho em xin cốc nước cho. Đây ạ, mọi người ơi, mọi người có thể mặc rời nhá, mọi người có thể mặc rời hộ em luôn ạ. Mọi người mặc rời thoải mái hộ em luôn với nhá. Cái mẫu này các chị thích thì các chị mix cả bộ, không thích thì các chị mặc rời. Được chưa? Các chị thích thì các chị mặc cả bộ, mà không thích thì các chị yêu mình mặc rời hộ em. Lên đơn hộ em luôn là QT7, dạ em chỉ có màu này thôi chị ạ. Em chỉ có màu đen này thôi các chị nhá, em chỉ còn màu đen này thôi ạ. Lên đơn giúp em luôn là QT7 cho em. Giá là 78.000 đồng. Một bộ 3 chi tiết. Cầm vào cái bộ quần áo nó lặng trịch tay luôn ấy, nó đẹp. Chất u mì. Chất u mì QT7. Được chưa? QT7 và kèm số điện thoại giúp em. QT7 và kèm số điện thoại giúp em. Lên đơn giúp em là QT7 nha các chị nhá. Giá là 78.000 đồng em chốt đơn. Chị Huyền Ngân em chốt đơn, chị Nguyễn Phượng em chốt đơn của QT7. Em chào chị Đào Kim Như, em chào chị Quỳnh Phan. Chị nào lấy QT7 chốt hộ em là QT7 và kèm số điện thoại giúp em. 78.000 đồng của QT7. Này, eo ôi, lại còn bao nhiêu là những cái set xinh ơi là xinh như này nữa chứ. Một cái set xinh ơi là xinh như này, QT8 luôn đấy. Đây ạ, những cái mẫu này mà mặc gọi là mặc xuân thì nó quá đẹp. Nhưng mà thôi, bây giờ các chị cứ chốt được cái gì thì chốt nhá. Em có đến 22 cân, 10 cân đến 22 cân. Các chị ơi, một set này của em bao gồm một váy dạ này. Đấy, một váy dạ bên trong của nó lót cũng đẹp luôn, lót lụa luôn. Và gì ạ, một áo khoác dạ luôn. QT7 rồi, ok chị Anh Nguyễn. Lên đơn cho em mã này luôn là QT8. Em có size cho bé từ 10 đến 22 cân. Một set dạ như này. Một áo nhá các chị nhá, một áo này cộng một váy luôn. Chốt em mã này luôn là QT8. Em chốt đơn cho các chị yêu với mức giá 98.000 đồng đi. 98.000 đồng của QT8. Chị yêu nào lấy mã này lên đơn giúp em Trang luôn là QT8 và kèm số điện thoại cho em. QT8 và kèm số điện thoại cho em 98.000 đồng. 98.000 đồng của QT8. Được chưa ạ? Chị nào lấy QT8 nhớ nhá, comment của em luôn là QT8 kèm số điện thoại cho em 98k. 98.000. Eo ôi, em còn bao nhiêu là cái bộ lụa nữa này. Còn bao nhiêu là mẫu bộ lụa nữa. Cái bộ lụa này là bộ lụa chả biết là ở trong nào để mà lên luôn ấy. QT7 có sai không? Dạ không có sai chứ các chị. Không có sai mà làm sao. QT7 có sai chứ. Lên mã kèm số điện thoại vào đấy cho em.
Mã kèm số điện thoại, nói chung nó chỉ còn size nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ nó chỉ còn size nhỏ nhỏ thôi các chị nhá. QT7, QT8 kèm số điện thoại cho em. QT7, QT8 và kèm số điện thoại giúp em. Đợi em một tí xong để em lên đồ cho mọi người. Đợi em một xíu nhá mọi người. Ông xã em đi ra ngoài để lấy nước ạ. Khát nước quá. Khát nước quá các chị. Mã kèm số điện thoại vào đấy giúp em nhá. Mã kèm số điện thoại vào đấy cho em. Lên bộ lửng lẫy lên. À cái bộ cánh tiên này á chị. Bộ cánh tiên này á chị. Bộ cánh tiên này thì đẹp tuyệt vời. Chất lụa đấy nhưng mà chả biết là nó có nhiều không. Đợi em một tí để em xem cái bộ cánh tiên này của em nó có nhiều không đã thì mới lên được. Không mà ngày mai không có hàng để chốt đi chứ. Ngày mai không có hàng để chốt đi các chị ạ. Để treo một bộ này vào đây đã. Treo bộ mẹ vào đây cho chị. QT7 cho chị mưa sớm. QT8 cho chị hoa gạo. QT8 rồi đúng không? QT8 là cái set ta kể rồi. Bây giờ lên cái gì nữa nào? Ông Đức ơi, phải đợi ông Đức vào lấy hàng. Chứ hàng nhà em này để trong này ít lắm. Hàng nhà em để trong này ít lắm. Chứ không có để nhiều á các chị. Không có để nhiều đâu. Đợi em một tí xíu nhá. Đợi em một tí xíu để em lên cho các chị. Còn ít quần siêu phẩm nam chốt lốt. Với lại còn ít chip nữa. Chip kháng khuẩn còn đúng một tí nữa thôi. Lên tiếp cho các chị này. Lấy quần siêu phẩm nam đây cho em này. Mấy cho em chip kháng khuẩn luôn nhá. Chip kháng khuẩn còn đúng không? Còn tầm mấy lố đấy. Ui dồi ôi. Nó cứ đóng về xong là kiểu như cứ để ở kho ở bên kia các chị xong bán đến đâu lôi sang bên này đấy cứ tưởng là hết rồi. Nhiều khi cứ tưởng là hết rồi không hàng nó lại lòi ra. Mệt lắm. Ok chờ lên áo ấm bé trai đi à. Dạ ok chị đợi em một xíu nhá. Đợi em một xíu. Em chào chị Huỳnh Hùng Mạnh nhá. Ok em chốt đơn cho mình QT7 này. Em chào chị Lê Phương Thảo. Lên mã kèm số điện thoại cho em. Mã kèm số điện thoại cho em. Đây em còn một ít quần siêu phẩm nam. Em bán các chị này. Quần siêu phẩm nam hàng xịn chưa. Hàng xịn lắm luôn các chị ạ. Hôm đầu tiên là các chị được chốt đủ màu này. Được chưa, đủ size này. Ngày hôm nay bây giờ em còn size từ 50 cân đến size 72 cân. QT6 dạ ok chị Vi Du. QT7 chị Anh Nguyễn. Các chị ơi lên cho mã này luôn là QT9. QT9 cho em. Được chưa, tất cả cái quần này của em nó là chất u mì với cả chất poly hàng đẹp nha các chị nhá. Hàng nhà em là đầy đủ size số luôn này. Lên cho em mã này luôn là QT9. Em chào chị Hà Mến nhá. Em không còn nhiều mã này. Được chưa, em không còn nhiều mẫu này nên xỉ đáng nhiều không. QT9 cho em. Tặng nốt các chị QT9 này. Size từ 50 cân đến 72 đúng không. Cái quần này ấy chỗ nào cũng bán trên 100.000 đồng hết cho em. Các chị mua cái quần đùi ngoài chợ thôi. Cái mà cái vải như này các chị mua đã phải tầm 100.000 rồi. Em còn mấy chiếc nữa thôi. Em thanh lý lốt nhé. Ngày mai còn size lấy hết thôi nhé các chị nhé. Hoan hỉ cho em. Áo em đang mặc là QT1 giá là 59.000 đồng. Đấy em xem chia giá ra xem em bán cái giá này ok không. 69.000 đồng nốt đi. 69.000 đồng lên mã cho em luôn là QT9. QT8 là cái set kẻ nha anh ơi. Ok chưa, lên cho em mã này luôn là QT9. Áo em mặc là 59.000 đồng. Áo em mặc đợi em một tí. QT9. Lấy 2 chiếc đi các chị ạ. Lấy 2 chiếc đi, nó chỉ còn màu đen thôi. Nhưng mà nó sẽ có 2 kiểu. Cái mẫu này em có đăng ảnh trên page cho mọi người rồi. Mã này em đang có đăng ảnh trên page cho các chị yêu rồi đấy ạ. Lên hộ em luôn, mặc lên đứng form quần lắm luôn các chị. Các anh mặc lên cái quần này đứng form quần cực kỳ luôn. Em bán tặng nốt các chị 69.000 đồng. Rẻ nhưng mà cái quần đùi nhà em Trang đang bán chưa. Đây đại để em cho các chị xem ảnh này. Con này mặc đứng form quần lắm. Các chị nhá, đứng form quần cực kỳ luôn. Chị Nguyễn Thí Nga ok, chị Phụng Kim em chốt đơn ạ. Chị Mai Nguyễn em chốt đơn của QT9 này. Mình lên comment giúp em Trang là QT9 và kèm số điện thoại cho em. Lên giúp em là QT9 nhá mọi người. Các chị chưa nhấn chia sẻ, nhấn chia sẻ hộ em với. Chị nào lấy QT9 lên đơn hộ em luôn là QT9. Được chưa, chị Trần Hải ok chị yêu. Lên hộ em luôn là QT9, em đăng ảnh rồi. Đây mọi người này, em đăng đủ mẫu em bán luôn này.
Đấy, và nó vẫn còn đủ mẫu luôn. Nhưng chỉ mỗi tội đây, những cái màu xanh, màu tím tha này em hết thôi. Cho đứng form quần cực kỳ luôn. Em tặng nốt các chị 69.000 đồng nhá. 69.000 đồng ngày mai nhớ chú ý điện thoại cho giúp em nhá. Không nói hết hàng của mã này đấy. QT9 cho chị Trần Hà, chị Hùng Nguyễn ok, chị Thu Huyền Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Lăng Mi Ngọc Hân em chốt đơn này, chị Lê Thị Đản em chốt đơn này, chị Thảo Nguyên em chốt đơn này. QT9 em chốt đơn cho chị Thắm Quý này. 69.000 đồng nốt. 69.000 đồng nốt của QT9. Mình lấy hai cái, bên em lấy hai kiểu nhá, lấy hai cái, lấy hai kiểu. Những cái túi của nó đều có khóa này các chị này, những cái túi của nó đều có khóa. Chốt của em mã này luôn là QT9 và kèm số điện thoại giúp em. QT9 và kèm số điện thoại giúp em. Được cho em bán các chị yêu với mức giá là 69.000 đồng. 69.000 đồng của QT9. Chị nào lấy mã này lên hộ em luôn là QT9. QT9 và kèm số điện thoại giúp em 69k. 69.000 nha mọi người nhá, 69.000 đồng QT9 đấy, nó có 3 mẫu như này. Đấy chạy lên hộ em luôn là QT9. Kèm số điện thoại cho em mẫu này, nó có sọc đằng sau này. Đấy chạy lên đơn hộ em luôn là QT9. Form đứng quần đẹp cực kỳ luôn. Xả lốt các bác luôn 69k. Chị nào lấy QT9 chốt hộ em luôn là QT9. Đang em còn một ít quần chip này. Lên giúp em luôn là chip 3 này, à chip kháng khuẩn. Kèm số điện thoại em trang chốt đơn hàng. Em cứ mix cho các chị một set 5 màu. Một set 5 chiếc 5 màu cho các chị này. Chị yêu nào lấy chip lên đơn QT9, chị Đạt Lương, chị Dương Lụa ok chị. Bao nhiêu ký mặc vừa, dạ nó có size nha mọi người nhá. QT9 của nhà em toàn bộ có size. Chị Trang Dương em chốt đơn của QT9, chị Hồng Ngọc em chốt đơn của QT9, chị Nguyễn Loan em chốt đơn của QT9. Chị Thu Huyền Nguyễn lên số điện thoại em kiểm tra đơn hàng. Phát bé trai 22 ký nhá chị. Các chị ơi lên cho em mã này luôn là mã gì ạ? Chip kháng khuẩn và kèm số điện thoại em chốt đơn. Em tặng trên like cho tất cả các chị với mức giá là 65.000 đồng 5 chiếc nhá, 5 chiếc quần chip kháng khuẩn. Được chưa? Lên của em QT9 cho chị Thanh Lê lên số điện thoại cho em ạ. Con này các chị mặc em bao các chị này. Mặc cho em là mùa đông cũng thích, mùa hè cũng thích ạ. Co giãn thoải mái nhiều luôn ạ. Co giãn thoải mái tốt cho các chị ạ. Thoải mái cân nặng từ 62 cân đổ về ạ. Đẹp chưa ạ? 40 cân đến 62 cân đổ về. Lên mã của em luôn là chip gì nhỉ? Chip kháng khuẩn cộng số điện thoại cho em. QT9 nhà em đến 72 cân ạ. QT9 cho chị Liên Nguyễn ok em chốt đơn ạ. Bát ca của em eo ơi có bao nhiêu tiền? 138.000 đồng thôi nhá. 138. Cái giá này là cái giá mà thật sự luôn, trong vụ để mà nói bọn em nhập được vào 140.000 một cái mà để bán được 188-189.000 đồng thì ôi dồi ôi làm gì mà ghê thế các chị. Không bao giờ có cái giá này để bọn em nhập vào đâu, nên là tầm này em mới ôm về nhiều như này các chị ơi. 138.000 đồng. Chị Hồng Hạnh ok, chị Đặng Minh Thúy em chốt đơn của quần chip này. Lên giúp em luôn là chip kháng khuẩn, mặc siêu thích nha các chị nhá. Riêng cái con này là các chị mặc cho em thoải mái cả mùa hè mùa đông đều ok. Không nhão không xù, được chưa ạ? Cái lớp kháng khuẩn rất là tốt. Lên giúp em luôn là QT6 ạ, xem lại QT6 ạ. Phát ca của em là 138 ạ, chip kháng khuẩn là chị Thủy Ngôn chốt đơn này, chị Thông Thanh Nguyễn em chốt đơn của QT9 này. Lên giúp em anh ơi, QT9 và kèm số điện thoại. Bỏ cái bộ kia xuống đi, xong mang cái ghế đây cho. Lên hộ em luôn là chip kháng khuẩn đi mấy chị. Em tặng nốt các chị yêu với mức giá là 65.000 đồng 5 cái nhỉ. 65.000 đồng ạ, 5 chiếc của quần chip ạ. Đã ok, chị Phương Nguyễn em chốt đơn ạ, chị Hà Nguyên em chốt đơn ạ. Lên giúp em luôn là chip kháng khuẩn và kèm số điện thoại cho em. Tại sao May Sỉ nó lên nó đóng được tận 20 mấy cái quần u mì lam đùi anh, mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mang vào cho em bán lẻ. Lên hộ em luôn là chip kháng khuẩn và kèm số điện thoại. Hàng đẹp nó vẫn sướng cho các chị, bà chị lẻ đóng lắm luôn. Thật. Các chị lên mã cho em là chip kháng khuẩn chưa? Kèm số điện thoại cho em. QT6 của mình là cái gì đấy? Chip kháng khuẩn thì Trương Thị Khánh Minh ok chị này. Lên hộ em luôn là chip kháng khuẩn kèm số điện thoại cho em. Em còn tất chân em hết rồi, chip kháng khuẩn đó chị Mai Nguyễn, chị nào lấy chip lên chip. QT6 của em phải là cái Patka này không nhỉ? Đúng không? QT6 của em là Patka các chị ạ. Patka của em thì có 3 màu nhá. Em có màu vàng này, tất cả mẫu này của em nó là mẫu túi hộp. Để chờ QT6 và kèm số điện thoại cho em. QT6 em có màu cam. Để chờ lên mã của em luôn là QT6 và kèm số điện thoại cho em ạ. Bộ mẹ là 89.000 đồng ạ. Lên của em là QT6 nha các chị nhá. Dáng của nó là dáng túi hộp như này ạ. Và có size từ 25 cân đến 42 cân. Chốt cho em mã này luôn là QT6 và kèm số điện thoại cho em. Và QT6 em có màu hồng. Bên ngoài là chất thô. Bên ngoài là chất thô ạ. Ông Đức ghi hàng mắc mén. Cái này lên của em luôn, mã hàng này là QT6 ạ. Bộ mẹ của em, chị Đào Ngọc khuyên ơi, bộ mẹ của em là 89.000 đồng. Bộ lụa như mọi năm em bán, chất đúng chất lụa như mọi năm em bán ạ. Áo em mặc 40 cân mặc được ạ. Áo em mặc là có size nha mọi người. Áo em mặc lên là QT1. Chị nào lấy QT6 lên QT6 đấy, có 3 màu như này. Được chưa? Có 3 màu size nhỡ, size đại. Size nhỡ và size đại luôn, size từ 25 cân cho đến 42 cân. Lên mã cộng số điện thoại cho em. Lên mã cộng số điện thoại cho em xin cái ấy đi anh ơi. Cho em xin
cái phao lam siêu nhẹ ấy, hàng 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 hôm qua vừa mới về ấy. Rồi bây giờ em sẽ lên cho các chị lốt phao siêu nhẹ này, lốt phao siêu nhẹ cho mọi người nhá. Bây giờ em lên lốt phao siêu nhẹ cho các chị. Phao siêu nhẹ của Nam, hàng này ôm được có vài trăm con thôi. Chiếc kháng khuẩn 10 chiếc cho chị Dinh Phương Anh, lên số điện thoại Phong Lữ à? Ok chị, Phong Lữ đi anh ơi. Chị Nguyễn Mai chốt đơn ạ, bộ mẹ ok chị Thảo Nguyên ạ, bộ mẹ đẹp lắm các chị ơi. Toàn những cái tông gọi là xịn sò, tông xịn thôi. Đợi tí em lên lại bộ mẹ ơi. Dạo này không thấy mang áo không áo phiết gì vào đây nhỉ, dạo này toàn like cái gì ấy. Ông ấy không mang vào thì em có biết đâu mà em like các chị, khổ thế đấy. Đây ạ, các chị lên đơn cho em luôn ạ. Bộ bộ mẹ nhà em có vô vàn màu các chị ạ, vô vàn màu. Bây giờ các chị lên đơn cho em mã này luôn này. QT10. Phao lam siêu nhẹ nhá, mẫu này có size từ 50 cân đến size 70 cân. Được chưa? Em nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Tuyến Vân nhá. Hôm nay toàn nhận được feedback các chị ưng ý thôi, sướng quá. Mọi người ơi, lần sau mua gì qua ủng hộ em Trang với nhá. Bây giờ các chị lên cho em mã này luôn là QT10. 128.000 đồng. Con này hàng siêu nhẹ ạ. Màu này của em màu ghi. Ôi, nhìn cho em này, em rơi cho các chị màu này. Cái hàng phao siêu nhẹ nó cứ căng đét như này luôn. Mềm, nhẹ. Được chạy lên em mã này luôn là QT10. Em có 3 màu thôi. Bây giờ em có 3 màu thôi, màu ghi này. Màu ghi em đang mặc trên người này. Được chạy màu ghi. Các chị lên em luôn là QT10. Những cái áo của nó tất cả đều có tủ, à, túi của nó tất cả đều có khóa nhá. Chợ mũ này các anh tháo được rồi. Lên em luôn là QT10. Khổ quá, tay nhẫn đeo nó cứ chạy vòng quanh bởi vì nó dạo này nó bé quá rồi. Người nó còi quá rồi. QT10, 50 cân mặc được, có size L. QT10 cho em. Và mẫu này của em là QT10 màu lâu này. Chốt của em luôn là QT10. Em ôi hàng các chị này, hàng siêu nhẹ của Nam, 128.000 đồng. Không phải nói đâu nhưng 70 cân này. Đây, cái bé đây mà. Đấy là size to rồi. QT10 và kèm số điện thoại cho em này. Chợ phao dài như vậy em không còn hàng đâu chị ơi. Đây ạ, các chị ơi nhìn này, đẹp chưa, 128 nhá. 128.000 đồng. QT10 màu lâu. Màu lâu, màu ghi rồi, bây giờ còn màu cuối cùng em mặc là màu sữa. Hàng siêu nhẹ Nam. Chị nào lấy QT10 lên mã QT10 128.000 đồng. 128.000 đồng cho em cái phông cho em cái phông mà có chữ hay kẻ còn nhiều không. QT10 đẹp lắm mọi người ạ, 128 thôi. Có lên đồ trung tuổi đi chị ạ, à, bộ trung tuổi em like từ vừa nãy rồi đấy. Em like luôn là QT2 ấy các chị. Đây ạ, à, bây giờ em đến QT10 rồi đấy ạ. QT10 cho em hàng siêu nhẹ các chị nhá. Hàng này siêu nhẹ luôn, nhẹ như không mặc gì ấy. Em nói luôn đấy. Lên em luôn là QT10 và kèm số điện thoại cho em 128. 128.000 đồng. 128 của QT10. Chị nào lấy QT10 chốt hộ em với ạ, là QT10 và kèm số điện thoại cho em. QT10 và kèm số điện thoại cho em 128 nhé mọi người. 128.000 đồng. QT9 dạ cộng 5 quần chip. Ok chị Liên Kim. Áo đang mặc có bán, dạ có bán. Áo đang mặc là QT1. QT1 QT10 chị Huỳnh Nhi. Sóc cho bé trai dạ ok có hàng. Thế chị có. Tầm này nói chung là nhiều hàng rồi. Nào lên nốt cho các chị mã này luôn là QT11 này. Mẫu này còn 5 cái. Mẫu này em còn 5 cái này. Phông này của nó là hàng suốt nhá các chị nhá. Sờ vào cái chất phông này các chị sẽ thấy chất của nó mịn này. Đấy, chất của nó mịn, không bao giờ chảy vải, không bao giờ xù lông. Để chợ mẫu này của em nó là free size. Con này là free size, 40 cân đến 65 cân, lên cho em mã QT11. Áo hoodie em mặc là QT1, 59.000 đồng, chị nào chốt thì lên đơn. Bên trong có lót lỉ nhá. Các chị lên cho em mã này luôn là QT11. Cộng số điện thoại cho em. Ơ anh ơi, lâu lắm không like cái áo gen rồi đấy. QT11 này, các chị này, đây ạ. Đây này, che toàn bộ khuyết điểm luôn. Để chạm dáng của nó là dáng vừa vừa thôi nhá. Nó không phải là rộng thùng thình giấu quần đâu, nó vừa vừa thôi ạ. QT10 cho chị Thu Huyền Nguyễn có, chị Huyền Ngân em chốt đơn QT10, chị Thảo Lê em chốt đơn QT10 này. Phao nữ nhà em hết hàng rồi. Bây giờ các chị lên cho em mã này luôn là QT11 còn khoảng 5 cái. Đây là khi em bỏ buông nhá các chị nhá. Đây là khi em bỏ buông 40 cân đến 65 cân. Còn bây giờ em sẽ sơ vin và cho các chị xem này. Cái mẫu này đẹp lắm các chị ạ. Nói chung là áo phông ấy các chị dễ mặc nhất luôn. Em bán nốt nhá, con này em còn có 5-6 cái thôi. Thôi lốt 55.000 đồng. Xù lông con này em nhận về. Được chưa? Xù lông mã này em Trang xin phép nhận lại cho các chị yêu. Mặc cái áo phông vào phát mà nhìn nó năng động trẻ trung luôn ấy. Lên hộ em mã này luôn là QT11 và kèm số điện thoại giúp em. QT1 chỉ có một màu đấy thôi ạ. Chị nào lấy QT11 chốt em luôn là QT11 cộng số điện thoại cho em 55.000 đồng nốt. 55.000 đồng nốt của QT11. Ok
QT cho mẫu này ghi nhặt luôn nhá, có 5 cái thôi. Dạ chị Huỳnh Nhi em chốt đơn, chị Huyền Nguyễn em chốt đơn ạ. QT 11 và kèm số điện thoại cho em. QT 11 và kèm số điện thoại cho em chị Diên Nguyễn, ok em chốt đơn của QT 1 này. Lên tiếp cho em mã này luôn là QT 12. Mẫu này của nó cũng là free size này các chị này. Mẫu này của nó cũng là free size. Hàng này của em đó là chất cốt tông co giãn 8 chiều ấy, không phải là 1 chiều, nó 8 chiều luôn ạ. Thấm hút mồ hôi siêu tốt, không xù lông. Mã này lên đơn là QT 12. Chị Vi Du ok có QT 11. Đây các chị ngắm QT 11 này, em qua luôn này. QT 11 giá 55.000 đồng, em còn mấy cái thôi. Lên tiếp cho em mã này luôn là QT 12. QT 12 em sẽ mặc cho các chị màu lâu. Em có hai màu của QT 12, màu lâu màu đen, giá 59.000 đồng. Cái đấy nốt 55.000 ghi nhặt luôn nhá, tại vì mã đấy em thấy không còn hàng đâu. Mã này mọi người lên đơn cho luôn là QT 12. Được chưa? QT 12 em trang có hai màu. Em có màu đen và em có màu lâu. Em bán các chị 59.000 đồng. 59.000 đồng của QT 12. Chị nào lấy cái mã này lên đơn, ok chị Luyến nào em chốt đơn của QT 11 này. Lên cho em mã này luôn là QT 12 và kèm số điện thoại này. QT 12. QT 12 và kèm số điện thoại cho em nhá. Em bán nốt các chị 59k. 59.000 đồng, QT 12 em có màu đen màu lâu, 65 cân đổ về, chốt em luôn là QT 12. Chị ơi chị Đặng Biên Thùy ơi, cái mã mà phông bé gái thì không biết nhà em có còn không, hôm trước em like nhiều lắm. Chị nào lấy cái mã lên đơn em luôn là QT 12. Ok chị Hồng Hạnh. Chốt mã QT 12 kèm số điện thoại cho em. QT 12 và kèm số điện thoại giúp em. Dặn bao nhiêu lần? Cái áo này là còn size gì đây? Ui. Hôm nay tại sao cái kia nó lên nó đóng vẫn, hàng này vẫn còn đủ dây mà ông nội tìm loi mắt ta khi thấy nhỉ. Mẫu này các chị lên đơn cho em ạ. Bộ của mẹ treo đằng sau bao nhiêu? Dạ 89.000 đồng chị ạ. 89.000 đồng, hàng này xịn lắm. Hàng này của em xịn lắm. Bộ mẹ này này xịn lắm. QT 12 cho chị Vi Du, ok chị yêu. Lên tiếp cho em mẫu này luôn là QT 13. QT 13 cho em mẫu này. QT 12 cho chị Bùi Diệu hai cái. Đúng rồi, lấy hai cái đi chị ạ. Lên cho em mẫu này luôn là QT 13 cho em này. Được chưa ạ? QT 13 của em trang sẽ có size cho các anh từ đây ạ. QT 13 màu này này, màu rêu này này, rêu đậm này, em đang có đủ size đến 72 cân, từ 48 cân trở lên nha các chị nhá, cho đến 72 cân. Lên đơn cho mã luôn là QT 10. QT 10 mấy này? Chị Thanh Lê có, chị Ngọc Vân Trần để lại số điện thoại cho em. Dạ ok, chị Kim Phượng có. Cái mã này mọi người lên mã là QT bao nhiêu? 13 cho em. Lên mã của em luôn là QT 13. Em bán trên live cho mọi người với mức giá lốt là còn 85.000 đồng đi. Quần ngố nam nhá, quần ngố nam chất vải là chất thô đũi. Được chưa? Lên hộ em mã hàng là QT 13. Form nó đẹp lắm các chị ạ. QT 13 đủ size từ 28 đến size 32. Chốt hộ em mã này luôn là QT 13. Em bán trên live cho mọi người với mức giá 85.000 đồng. 85.000 đồng, các chị chọn màu chọn size cho em với này. Màu này của em là màu xanh nhạt này. Màu này của em là màu đen này. Màu đen, màu rêu chứ, màu rêu này. Màu này của em là rêu kẻ này, đẹp chưa? Lên hộ em mã QT 13, em bán 85.000 đồng. 85.000 đồng của QT 13 nhá, mỗi màu còn một size thôi. Ok chưa các chị, mỗi màu em trang còn một size thì thôi em xả lốt các chị 85k. Chứ còn hàng này đủ size là không có giá này nha mọi người. Mẫu này bây giờ là nhà em bán được mấy like rồi, nên là nó lẻ size ra rồi. Chị yêu nào lấy mã này lên hộ em luôn là QT 13 cho em. Chị Hoa Trần có QT 13 này, ngày mai chốt màu luôn đấy cũng được nhá. Màu luôn đấy cho em cũng được. QT 13 đối với màu này là em đủ mà đủ size luôn. Được chưa? Em bán các chị yêu với mức giá của nó còn 85.000 đồng. QT 13 kèm số điện thoại giúp em này. Áo đát của nam này. Mẫu áo này bán bao nhiêu cũng thấy thích. Được chưa? Mẫu áo đát này bán bao nhiêu cũng thấy thích luôn. Vì sao ạ? Cái chất của nó, tất cả cái chất của nó là chất su lạnh hàng thể thao nhá. Chứ không phải chất thun gân, chút thân, chất thun đâu mọi người nhá. Không phải hàng này nó là chất thun đâu. Nên là chị yêu nào mình xác định mua cho anh mặc đi làm, mặc ở nhà, mặc đi ngủ cũng thích luôn. Được chưa? Chất rất là mát, không chảy, không xù. Mã này lên đơn là QT 14 cho em. Chị Huyền Nguyễn ok chị này. QT 14 em có size, hàng này thì nó may size to, size ML, XL, nhưng mà form của nó rất là to. Cái này của em nó là form đại, size từ 55 cân đến 85 cân. 55 cân đến size 85 cân, lên cho em mã này luôn là QT 14. QT 14 cho em ạ. Dạ ok chị Bế Đào. QT 14 em có màu ghi đậm này là đủ size. Còn màu ghi sáng này của em là QT 14. Màu ghi sáng này em chỉ còn size từ khoảng cân nặng là 75 đến 85 cân thôi. Ghi sáng này chỉ còn 75-85. QT 13 cho chị Ngoan Vương. Ok chị. Chị yêu nào chốt mã này lên hộ em luôn là QT 14 nha các chị nhá. QT 14 ạ. Đấy đẹp chưa. QT 14 cộng màu cộng số điện thoại cho em. Giá nốt thanh lý này 55.000. Chị nào nhận áo này rồi cho em xin cái feedback nào. QT 14 nhá, áo thể thao nam nhá.
áo thể thao nam nha các chị nha. Lên hộ em luôn là quy, cho em xin cái áo ren vào đây đi thôi. Áo ren vào đây nè, QT14 cộng số điện thoại giúp em. Để chợ lên giúp em là QT14, em bán các chị 55.000 đồng. Bộ mẹ nhà em nhiều lắm, chị Ngoan Vương ok, chị Phạm Quỳnh Anh ok, chị bộ mẹ bây giờ cho em xin phép. Chị nào xem rồi cho em xin lại một tí thôi nhá. Em tua lại một tí của bộ mẹ nhá các chị nhá, em tua lại một tí của bộ mẹ nhá. Cho em xin phép em tua lại một tí của bộ mẹ nhá, đợi em tìm cái size em mặc được đã. Nói chung là bộ mẹ này của em là chốt từ 48 cân đi lên có size. Dạ em có thấy chị Hồng Lĩnh ạ, chị ơi QT9 có size 40 cân không ạ? QT9 của nhà mình là cái mẫu gì đấy? QT9 em chưa nhớ là mã gì. Cái mã này của em nó là bộ lụa. Nếu như chị nào là khách quen thì mọi năm em vẫn bán cái dòng này rất nhiều rồi các chị nhá. Đấy, chị yêu nào lấy cái bộ mẹ này lên mã là QT2, mình mua cho em gì ạ? Mình mua cho các bà này, mình mua cho bà nội bà ngoại. Ôi dồi ôi, em mặc vào size to. Thảo nào em thấy cái quần nó to thế. Cái bộ này của em size to quá em không mặc được. Đợi em lấy cái size nhỏ nhỏ để em mặc. Em mặc cái màu nào mà vừa nãy em chưa mặc ấy, để cho các chị nhìn nhá. Em mặc cái màu nào mà vừa nãy các chị em chưa mặc để cho các chị nhìn được chưa ạ? Lên mã này cho em luôn là QT2 này. Treo em với QT4 chị Ngọc Vân Trần à, ok chị. Lên em mã này luôn là QT2. Các chị ơi QT2 của em với mức giá là 89.000 đồng cả bộ luôn. Em đã bảo rồi ạ, bộ này mọi người đi ra ngoài mọi người mua lanh nó cũng tầm 120-130 rồi. Còn dòng lụa này nó không bao giờ có dưới 160 nhá, không bao giờ có dưới 160.000. Em bán 89.000 đồng, năm nào cũng thế, tự tin lắm. Cái mã này thì tự tin lắm luôn, lên cho em mã này luôn là QT. Lại vào bộ to rồi sao nhỉ? Ui rồi lại vào bộ to. Chết rồi nhà em lại la vào bộ to rồi các chị ơi. Màu nó đẹp lắm, sang cực luôn. Mã cho em là QT2. Áo đang mặc chị Vân Vân Bản ơi, áo đang mặc là cái áo thỏ này là QT mấy nhỉ? QT9 là cái gì đây? QT9 là quần umi dài lam, cái mẫu đấy không có 40 cân rồi chị ơi. Áo thỏ của em là Q12 chị ạ. Áo thỏ này của em là Q12 nhá chị nhá. Q12 59.000 đồng. Đây là QT2. Các chị lên cho em mã này luôn là QT2 và kèm màu QT2. Chọn màu phiên phiến thôi tại vì nó nhiều màu lắm các chị ạ. Để tí em mặc thử từng màu một cho mọi người này. Đấy, em có nhiều màu lắm nên là các chị yêu mình cứ phiên phiến hộ em với nhá. Phiên phiến hộ em mã này với ạ. Chứ mình có thể lấy cho 2 bộ 3 bà. 2 bộ 2 bà. Đấy, lên hộ em luôn mã này hoặc là mỗi bà 2 bộ. Mua cho bà các bà mặc nhà, bé con, bé cháu đi chợ đi chiếc. Toàn màu sang thôi. Toàn những con màu gọi là sang, sệt sang luôn. Lên hộ em mã này luôn là QT2. Giá là 89.000 đồng đây. Bộ đây, bộ đây size nhỏ tí em sẽ mặc cho mọi người này. QT2 đây, bộ size nhỏ đây. QT2, 89.000 đồng. Được chưa, 5 bộ size XL. Dạ ok chị yêu, đẹp chưa. Lên hộ em luôn là QT2 và kèm số điện thoại cho em. QT2 nha các chị nhá, em bán trên live cho mọi người với mức giá là 89.000 đồng. Chị lắng hạ em chốt đơn của QT2. Các chị chốt hôm nay đi để nó đủ size. Chốt hôm nay đi để nó đủ size ạ. QT2 và kèm số điện thoại. Nói thật ra tầm này năm ngoái là nhà em nó chỉ còn tầm 2.000 thôi. Nhưng năm nay nó còn gần 4.000 bộ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngoài Bắc bọn em nó chưa nóng. Chứ ngoài Bắc bọn em mà nóng là xỉ đóng vô viên cái mã này luôn. Đấy, em mặc màu lên cho các chị nhìn này, QT2 cho ạ. Dạ ok chị Thanh Hà, em chốt đơn của QT9 này. Em chốt đơn chị Nắng Hạ, em chốt đơn chị em Thuần này, bộ mẹ nhà Trang đẹp lắm ạ. Dạ em cảm ơn. Đẹp từ chất vải nhá, cho đến những cái màu ấy, những cái tông màu mà em chọn cho mọi người ấy. Em cam kết mọi người là nó không kiểu lòe loẹt đâu. Đấy ạ, nó vẫn giữ được độ sang của nó nhá. Lên cho em mã là QT2. Bộ treo đằng sau là cái gì ạ? QT. Cái bộ này của em đây là QT2 đây chị. Đây ạ, bộ này của em cũng là size nhỏ đấy, tí nữa em mặc cho. Lên của em mã này luôn là QT. Cái mẫu này đẹp mà các chị. Chà, mỗi tội mặc vào nhìn mình hơi mặn mà một tí thôi. Mẫu này nếu như các chị mua cho các cô từ tầm 40 cân 40 tuổi trở lên nhá, đẹp lắm. Của nó là ống suông ạ, tất cả của nó là ống suông ạ. Các chị lên mã hộ em luôn là QT. Năm ngoái em mua mẹ chồng em 8 bộ liền. Em đã bảo rồi ạ, riêng cái mẫu này của nhà em nhá, năm ngoái không một chị nào mua dưới 2 bộ mà. Em bảo không một chị nào mua dưới 2 bộ, riêng như cái mẫu bộ lụa mẹ như này. Lên cho mã này luôn là QT2. Để chợ QT2 cho em với, em chốt đơn cho mọi người với mức giá của nó là còn 89.000 đồng của QT2. Đẹp lắm đúng không các chị? Các bà gọi là thích luôn. Chính là em buôn đồ các bà này này là tại vì sao? Không phải nhiều chị cứ bảo buôn các bà dễ, nhưng không phải đâu các chị. Các bà mới là khó mặc.
các bà kén lắm. Các chị thử mua những cái bộ mà hoa lòe loẹt xem về các bà không bao giờ mặc luôn này, hoặc là kiểu không đúng kiểu các bạn không mặc đâu nhá. Thật đấy ạ, lên cho em mã này luôn là QT2 kèm số điện thoại cho em. Đấy ạ, mẫu nhà em nó chỉ có gần đấy mẫu thôi, em chỉ lên gần này mẫu thôi các chị nhá, em chỉ lên gần này mẫu. Năm ngoái chị mua 10 bộ cho mẹ. Em cảm ơn chị yêu. Đấy, em đã bảo rồi, không một chị em có nói điêu đâu. Không một chị nào năm ngoái nhà em mua dưới 2 bộ mà các chị. Không một chị nào năm ngoái nhà em mua dưới 2 bộ của cái những cái mã này, màu nó sang kinh khủng luôn. Mã của em luôn là QT2. Kèm số điện thoại giúp em. Đấy ạ, màu QT2 kèm số điện thoại cho em. Rồi em qua đây này. Áo này QT2 cho chị Tạm Hà. Ok, chị cho em 5 bộ nhé. Dạ, em cảm ơn chị yêu. Lên mã cho em luôn là QT2. Kèm số điện thoại giúp em. Mặc cái bộ này thật sự mặc vào là nó sướng luôn. Nó bay này. Nó bay này, nó không nhăn nha các chị nha. Nó không nhăn. Đấy, nó mát nữa. QT2. Kèm số điện thoại. Đây này, mẫu này em còn một ít. Mẫu này thích màu hồng của nó lắm. Nhưng mà không mặc được. Cái này là được tặng kèm mút ngực này. Lên cho em luôn ạ. QT2 4 bộ. Ok, chị Thu Liên. Lên tiếp cho các chị luôn ạ. Bao nhiêu tiền bộ? Dạ chị Đậu Anh ơi, 89.000 đồng ạ. 89.000 đồng. QT2 cho chị Huyền Ngân. Lên mã là QT2 nhá các chị nhá. Kèm số điện thoại giúp em. Đây ạ, bây giờ em còn một ít của mã này lốt này. Ừ, đấy cái áo lam này bán tốt nhất đấy. Cái mẫu này là được tặng kèm mút ngực. Các chị có thể mặc trễ vai như thế này cũng được. Các chị mặc trễ vai như này cũng được. Bộ mẹ mặc mát lắm ạ, các bà mặc thích lắm, em cảm ơn chị yêu. Đây ạ, cái này mọi người nhá, lưu ý là các chị mặc kiểu gì cũng đẹp. Mẫu này của em là màu tím ạ, màu tím là còn đủ size không? Màu tím bây giờ là còn size dưới 50 cân, 40 cân đến 50 cân. Được chưa ạ, 40 cân đến 50 cân màu tím. Màu hồng này lại có size từ 50 cân đến 65 cân. Đấy ạ, QT2 của em là 89.000 đồng ạ. Các chị ơi mặc đẹp chưa? Lên hộ em mã áo ren này lốt cho các chị 55.000. QT15 đúng không? Hình như em hết hàng rồi sao chị Thùng Vẹn ơi. Cái mã này mọi người lên đơn cho luôn là QT15. Cái màu hồng Barbie này đẹp quá, nhưng mỗi tội này nó chả có size để em mặc. Cái màu hồng này em có size từ 50 cân đến 60-62 cân thôi. 60-62 cân. Được chưa? Còn màu tím của em lại có từ 40 cân đến 50 cân. Hàng này nó có size nhá, hàng Quảng Châu chất đẹp, co giãn nhiều, thoải mái luôn, chất bo zip này. Cái này mọi người lên mã cho em luôn là QT15. Em bán cho chị 55.000 đồng. 55.000 đồng ạ. QT2, dạ ok chị gái đạt lương. Hình như chị này hình như hôm nay không nghe điện thoại sao vậy em nhỉ? Hôm qua có một chị là khát lương hay cái gì không nghe điện thoại nhỉ? Mọi người lên cho em mã này luôn là QT15 kèm số điện thoại giúp em này. QT15 và kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các chị với mức giá 55.000 nhá. 55.000 đồng một áo có hai màu. Cái này được tặng kèm mút ngực luôn. Chị được tặng kèm mút ngực, chị nào lấy mặc có thể bỏ mút ngực ra cũng được. Quần nam size 75 cân đấy. Quần đùi hay quần dài chị ơi, lên cho em mã này luôn là QT15. Bộ nào cũng có size hết chị ạ, bộ nào nó cũng đủ size hết. Nó chỉ có gần đấy bộ thôi, nó chỉ có gần đấy màu thôi. Là chỉ có tầm mười mấy bộ này, mười mấy màu đấy thôi, nhưng mà nó màu nó xem toàn màu đẹp mà các chị. Xem toàn màu đẹp thôi, còn nếu mà chị nào chọn kỹ quá thì đợi hôm nào em lai lẻ nhá, 99.000. Ok chưa? Rồi đây bây giờ để em lên tiếp này. Ô chú tiếp vào cái bộ ba chú tiếp vào đấy mình vứt đâu rồi nhỉ? Anh ơi, nhìn hộ em cái bộ ba chú tiếp em ném đâu đây? Để mặc lại cái áo cắt nách của nó cái này, để mặc mẫu này. QT15 là gì? QT15 là gì? 55.000. Rồi, đây lên lốt rồi các chị ít nữa này. Lên bộ lửng bèo đi á. Bộ lửng bèo có lên mã được không anh? Ôi bộ lửng bèo còn nhiều lắm nhưng mà không biết có lên được không á. Đâu nhỉ, cái áo chống nắng này tại sao bây giờ có hai màu à? Chống nắng hai lớp này. Chống nắng hai lớp, quần đùi lam có hàng. Chống nắng hai lớp, chống nắng hai lớp cho em. Có hàng, có cái quần bò xịn á chị. Có cái quần bò xịn á. Chống nắng này của em là chống nắng hai lớp nhá các chị nhá. Chống nắng này của em là chống nắng hai lớp. Đấy chợ, cái này của em nó là hàng suốt đẹp luôn đấy. Mỗi tội nó chỉ còn mỗi size S thôi. Các chị dưới 46 cân đây này. Dưới 46 cân cho em form đẹp lắm. Nó may không hề bị cạn nách nhá. Các chị lên cho em mã này luôn là mã hàng QT16 phải không? QT16 cho em. Đấy chợ, em chốt đơn cho các chị với mức giá 49.000 đồng một cái. 49.000 đồng một cái của QT16. Em đang còn đầy đủ 4 màu.
Nhưng mỗi một tội là nó chỉ còn nguyên của size S này. Chờ các chị từ tầm 38 cân đến 46 cân cho em. Tất cả hàng này nó là hàng hai lớp hết nhá. Hàng hai lớp em bán 49.000 đồng QT16. Em sẽ có màu tím này. Em có màu tím của QT16. QT16 em có màu tím này. Chị yêu nào lấy QT16 màu tím lên đơn cho em luôn là QT16 màu tím này. Được chưa ạ? QT16 em có màu này của em là màu tím than. Màu này của em là màu tím than. Đấy, em bán có 49.000 đồng thôi. Chị nào nhỏ nhỏ chốt đi. Nếu như chị nào mặc vừa em nói luôn các chị chốt 2-3 cái này đi. Quần tất em hết hàng rồi chị. Lên rồi em mã này luôn là QT16 và kèm số điện thoại giúp em. Em bán các chị yêu với mức giá của nó sẽ còn là 49.000 đồng nhá. Nay nhận được bộ ba chi tiết rồi, đẹp mỹ mãn luôn ạ. À, ưng lắm ạ. À, em cảm ơn chị Vui Thùy. Lần sau mua gì qua ủng hộ em nhá. 50 cân không mặc được ạ. À, 50 cân phải mặc mờ rồi. Cái này của em nó chỉ còn mỗi size S thôi. Em bảo này, chị nào mặc vừa ấy, chị nào nhỏ nhỏ mặc vừa ấy, hoặc là các chị nào mà có con ấy đang tầm nhỡ nhỡ size như này này, các chị chốt cho các bé mấy cái, hoặc nếu như mặc vừa các chị chốt mấy cái thì em chân thật luôn ấy. Bởi vì hàng nhà em ôm được cái mẫu này nó thanh lý mà nó siêu rẻ. Tất cả hàng này của em là hàng hai lớp nhá, mã là QT16 cho em. QT16 em chốt cho cả nhà với mức giá có 49.000 đồng thôi. 49.000 đồng của QT16 được chưa ạ? Chốt em luôn là QT16, chị Thảo Phạm ok, chị Hiền Lê ok, QT16 này hàng hai lớp nhá. Chống nắng hai lớp, con này hàng xịn luôn. QTM16 em có màu tím này, em có màu tím than này. Em có màu hồng này và em có màu ghi của QT16 á. Ok chưa chị Hiền Lê, có đơn ạ, chị Ngoan Viên có đơn của QT16. Lên hộ em luôn là QT16 và kèm số điện thoại giúp em. Đẹp lắm. Thật mọi người, lấy chốt đi, tại vì cái hàng này nó các chị đi ra ngoài nó chống nắng nó mát. Mặc vào nó không hề kiểu bị bí nhá các chị nhá, không hề kiểu xoạt xoạt ly lông đâu, dễ chịu. Con này mặc vào nó mát luôn. Mẫu này bây giờ em chỉ còn mỗi của size S thôi, 46 cân đổ về các chị ạ. Đấy, lên hộ em mã này luôn là QT16 á. Em bán các chị với mức giá của nó sẽ còn là 49.000 đồng. Được chưa ạ? Chị Bùi Thị Huế em chốt đơn của QT16 ạ. Chị nào lấy QT16 lên đơn nhá. Là QT16 cho em ạ. Dạ ba cái ok. Bảo rồi mọi người. Bằng bình bằng các chị đi ba cái bằng các chị ra ngoài mua một cái. Ba cái bằng các chị đi ra ngoài mua một cái. Đây là màu ghi. Lên hộ em luôn là QT16. Dạ ok, chị Chu Thị Thúy em chốt đơn, để lại số điện thoại cho em này. QT16 nếu như chị nào nhỏ nhỏ con các chị chốt đi, con này đẹp. Bảo thật luôn, may của nó lách đây này. Bình thường nếu như mà hàng xưởng may á, thật hàng xưởng may mà nếu mà để hàng hai lớp nhá, cái lớp trong nó kéo cái áo lên, các chị mà dơ lên này nó phải kéo lên tận lửa người. Chợ lên đơn của em mã này luôn là QT16 và kèm số điện thoại cho em. QT12 là cái gì nhỉ? Chưa nhớ ra đâu chị ạ. Có bốn màu như vậy nhá, các chị lên mã là QT16 cho em. Giá là 49.000 đồng, chị Đỗ Giang ok, chị Hoa Trần ok, em chốt đơn của QT16. Lên hộ em luôn là QT16 và kèm số điện thoại cho em. Cái này các chị lên cho em mã này luôn này. Lên đơn giúp em mã này luôn, QT16, chị Bích Linh Nguyễn ok chị. Lên mã của em luôn là QT16 và kèm số điện thoại cho em. Ngày mai nhớ chú ý điện thoại cho em nhá. Dạ ok chị Mai Hoàng. Lên tiếp mã này hộ em với mã này cho em xin mã này. Một set khăn mặt em mix cho các chị là 5 màu. Đấy cho em mix cho các chị gái mình là 5 cái, 5 màu. Về cả nhà mình mỗi người dùng một cái cho em. Nếu như chị nào, chị còn giữ hàng không, gọi shipper cho em, giao cho em đi à. Chị Phương Nguyễn á. Chị Phương Nguyễn là như nào nhỉ? Hôm bảo F0 đấy đúng không? Hình như hôm đấy em bảo chị như không biết được là như nào, em chả nhớ nữa. Cái này các chị lên đơn cho em má này này. Khăn mặt Hàn ạ. Cái này các chị dúng vào nước là nó thấm hút hết nước luôn. Nếu như chị nào mà có bé sơ sinh ấy, các chị cái top của con nó vẫn còn chưa kín hết ấy. Mọi người khi mà gội đầu xong các chị dùng cái này mà thấm thấm đầu, thấm tóc cho con này. Tại vì nó mềm, nó thấm hút nước, cực kỳ tốt cho bé luôn. Lên hộ em luôn ạ. Mã này cho em xin mã là khăn mặt Hàn, 39.000 đồng một set 5 chiếc nhá. 39.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thiên em chốt đơn ạ, chị Vương Đậu em chốt đơn này. Anh ơi cái QT12 của mình là cái gì đấy? Áo cốt tông hình thỏ. Ok chị, lên cho em mã này luôn ạ. Quần tất nhà em hết rồi chị Lắng Hạ. QT16 ok chị Phúc Hòa em chốt đơn của QT16. Bây giờ các chị lên cho em mã này luôn là khăn mặt Hàn. Chị Bùi Hàng em chốt đơn của QT16 luôn. Lên hộ em mã hàng QT16 kèm số điện thoại cho em. Cho em xin nốt cái áo zip này. Còn nguyên size nhỏ để em tặng đi kèm vào đơn những cái chị mà có cái áo ấy này này. Mới lại cái quần u mì kẻ còn không? Hình như hôm nọ cái Dung, hôm nọ Dung đi làm báo mình là còn nguyên size S mà. Lên hộ em mã này luôn ạ. Mã này cho em xin mã là khăn mặt Hàn. Kèm số điện thoại giúp em, 39.000 đồng một set 5 khăn. Đưa đây để em mặc luôn này. 39.000 đồng một set 5 cái khăn mặt Hàn. Chị nào lấy khăn mặt Hàn chốt hộ em là khăn mặt Hàn kèm số điện thoại giúp em. Đây này, con này nó may không có một cái đầu chỉ nào thừa ra ngoài. Mỗi tội bây giờ chỉ còn một màu duy nhất. Một màu duy nhất và một size duy nhất lên thanh lý luôn 28k. Mã này lên đơn cho em luôn là QT17.
QT17 cho em ạ. Mẫu này của em là 4 đấy, từ 38 cân đến 46 cân. Mẫu này của em đó là chất zip nhá. Chị nào chốt mã này lên đơn hộ em luôn là QT17, em còn đúng một màu một size. QT16 dạ ok chị Phúc Hoàng, khăn mặt cho chị Hồ Cúc, chị nào lấy khăn mặt lên giúp em là khăn mặt cộng số điện thoại cho em. Khăn mặt cộng số điện thoại giúp em trang chốt đơn hàng cho các chị với mức giá là 39.000 đồng 5 khăn. 39.000 đồng 5 chiếc khăn mặt Hàn. Để chợ khăn mặt Hàn kèm số điện thoại cho em, chị Ngọc Vân Trần em chốt đơn QT16, chốt đơn cho chị Liên Kim. Lên cho em mã này luôn là QT mười mấy? 16 à? À cái này lên là QT17 ạ. Các chị ơi lên hộ em mã này luôn là QT17 cho em. QT17 mẫu này hiện tại em chỉ còn đúng một size thôi. Đúng một size S các chị, tầm 38 đến 46 cân cho em nhá. Em Thanh Nhí lốt 28.000 đồng. Khăn mặt Hàn cho chị Thu Hiền, cho chị Trần Bảo. Ok chị này. Chị nào lấy khăn mặt Hàn lên mã hộ em luôn là khăn mặt Hàn kèm số điện thoại. Chị nào lấy mã này lên mã là QT17 cho em. Được chưa? Chị Đạt Lương ok chị. Chốt hộ em mã này luôn ạ. Mạng chám quá em ơi á. Chị ơi sang page bên kia đi chị Hằng Nguyễn. Em đang live ở hai page mà. Em đang này trên hai phép, chị sang phép bên kia đi. QT16, chị Vi Du, chị Liên Kim. Chị là chốt mã này lên mã của em luôn là khăn mặt Hàn kèm số điện thoại. Đâu cái quần kẻ đâu. Cái quần kẻ đâu thì như có ngưng của size nhỏ đấy. Mọi người đang chốt size nhỏ nhiều này để em tặng luôn. Cái quần kẻ nó xếp ở chỗ cái đống này này chồng. Đấy. QT17 là cái áo bo zip, khăn mặt Hàn nó chị Tươi Nguyễn cho chị Liên Nguyễn ok chị. Chị nào lấy QT17 lên hộ em luôn là QT17 kèm số điện thoại cho em. Dạ ok chị My Hoàng em chốt đơn ạ. Dạ ok chị Liên Kim. Nói chung là ngày mai nhà em còn gọi điện lại chốt đơn cho các chị cơ, chứ không phải cứ như này mà đi đơn đâu nhá. Không phải cứ như này mà nhà em đi đơn cho mọi người đâu. Cho em đăng lại trên hai page đấy, chị nào page bên nào xem kém quá thì sang page bên kia hộ em. Đổi page đi các chị, đổi page đi, đổi page đi. QT17 cho chị Mai Hoàng. Lên số điện thoại đi chị yêu. QT17 em bán lốt 28.000 đồng. Để im em xem nào, còn cái gì nhỏ nhỏ em chốt lốt cho các chị đi kèm vào đơn nhá. Còn cái gì nhỏ nhỏ em chốt lốt cho các chị đi kèm vào đơn nhá. Ok chị Vương Đậu em chốt đơn của QT17 này. Dạ ok chị Phúc Hoàng Hồng em chốt đơn này. Lên mã cộng số điện thoại giúp em. Có nhiều hàng để thanh lý quá các chị mà không biết lên kiểu gì bây giờ. Có nhiều hàng để thanh lý quá mà không biết lên kiểu gì bây giờ. Lên mã cộng số điện thoại cho em. Mã cộng số điện thoại ngày mai chị nào có đơn nhớ chú ý điện thoại cho em ạ. Dạ ok chị Thu Huyền Nguyễn em chốt đơn của QT17 này. Anh ơi cho em xin cái. Dạ ok chị Ngọc Quỳnh Thảo Nguyên em chốt đơn của QT17. Lên mã cho em là QT17, con đấy mặc đẹp. Form đẹp, may không có một cái chỉ thừa là ra ngoài luôn nhá. Không có một cái chỉ thừa là may ra ngoài cho các chị yêu luôn. Được chưa, các chị lên đúng mã hàng là QT17 và kèm số điện thoại cho em. QT17 và kèm số điện thoại cho em. Bây giờ lên đi tiếp QT18 này. Thấy không anh ơi? Thấy không? Ô, lạ ghê. Cái quần U mì của bé túi hộp ấy còn ít mang lốt cái lô đấy vào đây. Cái này là cái mẫu gì không biết. Cái mẫu bộ lụa này không biết nó là cái mẫu bộ lụa gì đây. Bộ lụa chung chung. Bộ lụa mà cay tay cánh tiên này hôm nọ về cũng thấy nhiều lắm. Nhưng mà chả biết chúng nó phân ở chỗ nào luôn á. Chả biết chúng nó phân ở chỗ nào luôn á. Nhiều lắm, như cái mẫu như này này. Mẫu như này nhà em nhiều lắm. Lên quần U mì lam đi rồi đợi em một tí. Cái mẫu này nhà mình không còn đâu mà lên. Lên làm sao được, còn bao nhiêu kia. Trời ơi, hôm nọ còn hẳn đống cái quần U mì trẻ. Cái mẫu này của em lên cho em luôn này. Lên áo trẻ con đi chị. Dạ ok chị này. Cái mẫu này của mình còn size gì nhỉ? Đây ạ, quần đùi, quần ngày của em nó là quần dài nhá, quần dài chất u mì. Để cho bây giờ còn ít thôi, lốt thanh lý lốt này. Mã này lên đơn cho em luôn là QT. Áo em mà có bán QT1 chị ạ, 59.000 hả? Cái này lên đơn của em luôn là QT18 cho em. Để cho chị nào lấy QT18, bây giờ em đang còn size của bé từ khoảng 17 cân 6 tuổi nhá. Cho bé đến khoảng bao nhiêu cân nhỉ? 30 cân à? 17 cân đến 30 cân. Để cho ạ, với lại em có size có đúng một cái. Có đúng một cái size khoảng tầm cân nặng là 35 đến 40 cân. 35 cân đến 40 cân. Được chưa ạ? Các chị lên hộ em mã này luôn là QT18. Em thanh lý lốt 67.000 đồng một quần. Tất cả quần này của em nó là chất u mì. Đây chị Bùi Diệu, lấy quần bé trai này đi, con này đẹp lắm. Lấy quần bé trai này đi, con này đẹp lắm. Được chưa ạ? Lên cho em quần bé trai đi, mẫu này đẹp lắm, size từ 17 cân nhá. Chị yêu nào lấy cái mã lên đơn cho em luôn là QT17. Mẫu này các bé thích mặc bởi vì sao ạ? Bởi vì cái mã này của em nó là chất u mì, dáng của nó là dáng hip hop. Dáng của nó là dáng hip hop, mã là QT18 phải không? QT18 của nhà em chốt đơn cho các chị với mức giá là 67.000 đồng một quần. 67.000 đồng một quần của QT18.
Chà, áo em mặc là mã QT1 chị ạ. Chị nào lấy QT18 lên đơn hộ em là QT18 kèm số điện thoại giúp em. Em còn một cái của size 35-40 cân này. Một cái của 35-40 cân lốt 67.000 nhá. Cái quần này hôm đầu tiên nó có đến size 45 cân đấy. Nhưng mà bây giờ nhà em nó hết size rồi. Em đã bảo rồi các chị chỉ chốt hôm đầu tiên là các chị có đầy đủ size thôi. Được chưa? Lên cho em mã này luôn là QT18 kèm số điện thoại cho em. Chốt nốt cho mọi người với mức giá của nó là còn 67.000 đồng. À, còn đầm ngủ em chưa có hàng. QT18 kèm số điện thoại về cho em. Anh ơi, cái đây áo lam mẫu này bán gọi là sung sướng luôn. Thật các chị, mẫu này bán gọi là thích cực kỳ luôn ấy. Mẫu này bán gọi là thích cực kỳ luôn. Chờ QT18 với chị Thảo Lê, QT18 ok chị gái. Hồng Lĩnh có đơn QT18. QT18 em bán 68.000 đồng, áo em mặc không thể gọi điện chốt đơn à? Chị ơi, lên mã là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại của em. Chắc là đơn 1 hôm qua nhà em chưa gọi hết. Anh ơi, cái áo mì này lẫn một cái áo lữ rồi. Cái áo mì này lẫn một cái áo lữ rồi. QT1 cho chị Hải Đăng, QT18 chị Tuấn Anh Phạm, QT18 cho chị Thu Hiền. Lên mã là QT18. Áo em mặc là QT1. Đấy, thấy chưa? Áo em Trang đang mặc là QT1. Mẫu này thì em Trang có đủ size. Chợ mẫu này nhà em Trang là có đủ size từ 40 cân đến 70 cân nhá. Mẫu này là các chị yêu là cứ xác định luôn là mặc mẫu này là phải mặc rộng nó mới đẹp. Đấy, mặc mẫu này phải mặc rộng này mới đẹp này. Tại vì nó là dáng hoodie mà. Cái áo này thì em để lại mặc rồi, em mặc cả ngày nay bán hàng. Em mặc tối qua tắm xong bắt đầu bán hàng với các chị. Xong ngày hôm nay này, chưa tắm, đến bây giờ là chưa tắm các chị ạ. Đây các chị nhìn cho em này, tất cả hàng này của em nó hàng Zara. Chất của nó bên ngoài là chất nỉ sần, bên trong của nó là tất cả là hàng nót nỉ nhá, hàng nót nỉ này. Mũ hai lớp cho em này. Đấy, ok chưa? Lên mã này thì các chị ưng thì lên mã là QT1, em bán 59.000 đồng. Ok chị, mã cho em luôn là QT1. Chị Trần Bảo ơi, lên là QT1. Ví dụ như các chị lấy QT1 2-3 cái, các chị comment vào đấy cho em. Tại vì em sợ là một cái thì nhà em sợ không gọi điện chốt đơn, các bạn sẽ không gọi trước ạ. Ví dụ như là hôm nào mà nó còn sớm ạ, nó ít đơn ạ, thì các bạn sẽ gọi hết để xem các chị có lấy thêm gì không. Không lấy thêm gì thì thôi. Nhưng mà hôm nay ví dụ như nó nhiều đơn ấy, là các bạn sẽ không gọi những cái mã này của đơn 1, được không ạ? Lên hộ em là QT1, ví dụ các chị lấy 2 cái, comment 2 cái ạ. Dạ ok chị My Hoàng em chốt đơn ạ, chị Bình Minh em chốt đơn QT1 này. 59.000 đồng, mã này dự định của em Trang là phải đến tầm tháng 7, tháng 8. Em nhập về tháng 7, tháng 8 năm nay cùng với cái lô áo parka các thứ này. Là đến tầm đấy, đến vụ em bắt đầu mới bán cơ. Nhưng mà em thấy nó lạnh quá. Đã như ngày hôm nay em mặc ở nhà đây, đúng một cây này em bán hàng luôn. Vừa nhẹ, vừa gọn, vừa đẹp. Không cần mặc quá nhiều mà nó vẫn xịn. Bộ mẹ em like rồi ạ, QT1 cho chị Tương Nguyễn ok chị. Dạ ok chị gái luôn. Lên chị Hiền Kẹo lên số điện thoại em gọi điện lại cho QT1. 59.000 đồng, ok chị Trần Bảo em chúc đơn, chị Bùi Diễm em chúc đơn QT1 ạ chị. Các lớp em chúc đơn QT1, ok tình yêu. Chốt của em là QT1, cộng số điện thoại giúp em. QT1, cộng số điện thoại cho em. Bây giờ mọi người lên mã này cho em luôn là QT19 ạ anh. 19 ạ. Lên của em luôn là QT19, đẹp lắm. Bây giờ còn nguyên của size S thôi đúng không? Tất cả hàng này của em nó là chất u mì. Bây giờ em Trang chỉ có nguyên của size S. Bộ mẹ là mã QT2 chị ạ. Bộ mẹ là QT2 em vừa mặc xong đấy. Bộ mẹ của em là QT2. Để em mặc cho các chị cái mã QT19 này cho mọi người xem này. QT19 em cũng chỉ còn 38 cân đến size tầm 46 cân, 47 cân tùy chiều cao. Nó chỉ còn đúng size S. Và lưu ý cho em chất này nó là chất u mì nhá. Chất u mì nên nó có độ co giãn. Thấy không? Cái này là quần mùa hè nhá các chị nhá, không phải quần mùa đông. À, nhưng mà em đang lạnh quá thì thôi các chị thông cảm, các chị chỉ nhìn cái form quần thôi. Nói chà, em chỉ mặc để cho các chị nhìn cái form quần của nó thôi. Chất là chất u mì Hàn, em Thanh Lý lốt 39.000 đồng mã hàng QT19. Dạ ok chị Huệ Bùi Thu em chốt đơn ở QT1. Em chào chị Nhung Hồng Chu nhá, lên cho em mã này luôn là QT19 cộng số điện thoại cho em. Mẫu này lam mặc được, lữ mặc được các chị ạ. Mẫu áo hoodie này lam mặc được, lữ mặc được, em đã bảo các chị mua về mặc đôi được mà. Lên hộ em mã này luôn là QT1. Hình như nó có mấy màu kẻ. Thì thôi chị nào lấy 2 cái em lấy 2 màu, mà chị nào lấy 3 cái em lấy 3 màu. À, chị nào lấy chắc nó chỉ còn 2 màu kẻ thôi. Lên của em mã này luôn là QT19. Em chốt sale tặng trên live lốt cho các chị với mức giá 39.000 đồng. Toàn bộ cái chất này của em nó là chất u mì. Rồi chợ QT19 và kèm số điện thoại giúp em. Rồi ok chị Tuấn Anh Phạm dồn đơn QT1. Chị nào lấy QT19 chốt của em luôn là QT19 và kèm số điện thoại cho em nào. QT19 nhá các chị ơi. Nào 39.000 đồng. 39.000 đồng chất u mì. Lên mã hộ em luôn là QT19 kèm số điện thoại cho em.
QT19 kèm số điện thoại giúp em. Lấy hai cái thì comment, cứ lấy ví dụ như các chị lấy 2 3 cái, các chị cứ comment cho em luôn là QT1 3 cái, 2 cái tùy mọi người. Lên cho em mã là QT9 19 nhá. Rồi ok chị Bình Minh, em chốt đơn là QT1 này. Còn bộ đùi ba lỗ người lớn không? Cả em còn đấy chị, bộ đùi ba lỗ người lớn mà hàng một màu đấy đúng không chị? Một màu đấy đúng không? Ok chị Hà Tuyết, em chốt đơn là QT1. Mã của em luôn là QT1. Áo gió nam 28 cân. Ok, cho em xin áo gió nam. À đây, gió nam đây rồi chị ơi. Đợi em một tí em lên gió nam cho. Em lên dại gió nam cho các chị chọn màu. Đây này, bên trong nó nót nỉ như này. Ấm lắm các chị ạ, giữ nhiệt tuyệt vời luôn. Cả ngày hôm nay nó em mặc như này thôi, buổi sớm thì còn thấy hơi nóng một tí nhưng đến chiều thì nó buốt ấy, ở trên em nó lạnh buốt là ok. Đây em lên bảo lên cái áo nam biết em bước đầu đây, đây áo nam đây. Thành lý nốt các chị QT20 này. Mẫu này nhà em là hàng đủ size nhá. Đấy, QT20 này em đủ size này từ 50 cân cho các anh đến 80 cân. Ui thôi chết rồi. Size to thế nhỉ? Tầm ở đây size to này thì cũng mình bơi trong áo thôi. Cho em xin cái màu đen đi anh ơi. QT20 và kèm số điện thoại giúp em. Màu đen. Mẫu màu đen này anh là cầm là của nữ rồi này. Lên em mã này luôn là QT20 cho chắc em mặc vào cái mẫu này to quá. Nhưng mà thôi em cứ mặc lên để các chị nhìn thấy cái form áo nhá và cái chất vải của nó. Được chưa? Tất cả cái này cũng là chất u mì đẹp này. Lên cho em mã này luôn là QT20, đủ size đến tận 80 kg. Em chốt nhanh các chị, QT20 này 59.000 đồng. Em sẽ có 3 màu của QT20, màu vi nhá. Màu vi này, chị yêu nào lấy QT20 lên hộ em luôn là QT20 màu vi. Được chưa? QT20 màu vi này. QT20 màu này của em là màu đen này. Ủa toàn lấy size to mênh mông này. Màu đen là nó có size từ 60 cân trở lên cho đến 80 cân. Còn màu ghi và màu xanh của em là đủ size từ 50 cân đến 80 cân. Hàng này có size. Các chị lên đơn cho em luôn là QT20. Em bán rẻ hơn một con áo không luôn. Chưa, 59.000 đồng, chất của nó là chất u mì dáng thể thao. Các anh mùa thu thu ấy, mấy cả trời lạnh lạnh như này này, các anh ở nhà hay đi làm, các anh chỉ cần mặc một cái này thôi, thật luôn ấy. Được chưa, lên em mã này luôn là QT20. Kèm số điện thoại giúp em, đây là màu đen. Mọi người nắm màu đen cho em. Đây màu đen nha các chị nhá, QT20. Đẹp lắm, 59.000 đồng. Được chưa, 59.000 đồng của QT20. Đây là màu xanh. Màu đen, màu ghi cả. Ok, chị Lê Diễm Thúy, QT20, chị Mít Ướt, QT20. Chốt hộ em là QT20 và kèm số điện thoại cho em. Chị Lò Thị Đôi có QT19, QT20. Kèm số điện thoại giúp em này. Đấy ạ, em có màu đen, màu xanh. Cái này các anh kéo, tất cả cái khóa của nó là khóa lật nhá. Ví dụ các anh kéo xong các anh lật khóa vào trong này, thấy chưa? Kéo xong lật khóa vào trong. Để chặn lên em luôn là QT20. Chị Bình Minh ok, chị Nguyễn Thục ok, QT20. QT2 ấy chị, bộ lụa mẹ. QT20 các anh kéo cổ hết lên như này cũng được. Chốt em luôn là QT20 nha mọi người. Mức giá em sale trên live cho mọi người là còn 59.000 đồng. 59.000 đồng của QT20. Được chưa, chốt mã QT20 kèm số điện thoại. Rồi bây giờ các chị lên đơn QT21 mẫu này. Mẫu này là áo gió bé, bộ mẹ 48 cân ok chị Hồng Trần. Lên mã này giúp em luôn là QT21. Em còn một ít nữa thôi, 100. 100. Áo này của em bên ngoài nó là chất thô nhá, bên trong nó là chất bên trong nó là lót lỉ. Em có size từ 30 cân đến size 50 cân. 30 đến 50 cân chốt mã này cho em là QT21. Để cho em bán nốt cho mọi người với mức giá của nó sẽ sale còn 119.000 đồng đi. Chị Ngọc Vân Trần ok chị nào. Lên cho em mã này luôn là QT21, màu này của em là đỏ đen. Chất liệu là gió thô nhá. Màu này của em là xanh đỏ. QT19 cho chị Dinh Phương Anh hai cái. Lên của em mã này luôn là QT21 và kèm số điện thoại cho em. Chị Vương Đậu ok em chốt đơn QT21 cho em 119.000 đồng nốt cho mọi người cho nó gọn này. 119 size to đến tận 50 cân. Được chưa? Size to đến tận 50 cân, mã hàng QT21. Dạ chị Phương Nguyễn em chốt đơn của QT20. Chị nào lấy mã này lên mã là QT21 nhé. 119 119.000 đồng. Màu tiếp tục là màu xanh vàng. Màu này của em là xanh vàng. QT21 cho em. Ok chưa? Kèm số điện thoại em chốt đơn hàng 119.000 đồng một áo á. 119.000 đồng đây, chị nào vừa hỏi áo đây thì các chị lên mã này hộ em với là QT21 và kèm số điện thoại cho em này. QT21 và kèm số điện thoại cho em 119. 119.000 đồng nha các chị ơi, 119.000 đồng một cái. Một cái.
Lên mã của em luôn là QT21 và kèm số điện thoại này. QT21 và kèm số điện thoại cho em. Lúc chị em nhận thiếu áo này á. Ok, chị lên mã là QT21 của em với, kèm số điện thoại cho em. Áo nam chữ M, còn nguyên màu đen à? Nam chữ M. Cái mẫu này em còn một ít này. Để chờ chị Hồng Linh, ok, QT21. Chị nào lấy QT21 lên mã cho em luôn là QT21 và kèm số điện thoại giúp em. Áo nam chữ M này bây giờ em còn màu đen thôi, còn tất cả các màu khác hết đúng không? Tất cả các màu khác nhà em hết này. Bây giờ nhà em chỉ còn nguyên màu đen. Chị nào đang xem like cho em xin một nút thả tim nào. Đang xem like, ok chưa? Cho em xin một nút thả tim, một nút thả like xuống đây xem nào. Lên cho em mã này, tiếp theo là QT22. QT22 cho em. Được chưa? Chị yêu nào lấy cái mã này lên mã của em luôn là QT22 này, đẹp dã man luôn này. QT22 của em hiện tại đang còn size cho các anh từ tầm khoảng cân nặng là 50 cân đúng không? 50 cân đến size tầm khoảng cân nặng là tầm 75 cân đổ về, nhưng chỉ còn đúng màu đen thôi. Em thanh lý lốt cho các chị QT2, lên lại QT2 đi cha. Nhiều màu lắm chị ạ. Đây ạ, QT22. Em còn size từ 50 cân đến size tận 75 cân. 50 cân nhá, đến size tận 75 cân cơ. Các chị lên mã hàng này cho em là QT22. Em bán các chị ơi 55.000 đồng. Form đẹp lắm, form đẹp lắm, may đẹp lắm. Các chị lên mã này hộ em với là QT22 và kèm số điện thoại giúp em. Chị ơi tối qua chốt đơn mai dồn đơn được không? Dạ được chị Hồng Lĩnh nhá. Được chị ạ, tối hôm qua mà chốt đơn nhà em chưa ai gọi thì ngày mai nhà em sẽ gọi điện các chị dồn luôn vào đấy hộ em. Ngày mai dồn luôn vào đấy hộ em. Lên cho em mã này luôn là QT22 và kèm số điện thoại giúp em đi. Em bán QT22 này cho các chị với mức giá của nó sẽ còn là một giá là 55.000 đồng. Đủ size luôn đấy. Cái mẫu này của em là đủ size luôn đấy. Đủ size từ 50 cân đến 75 cân đấy. Cái này form của nó đây các chị này. Form đẹp chưa? Không nhão nhá, không nhăn vải nhá, không xù lông nhá. Chưa, không nhão, không nhăn vải, không xù lông. Các chị nhìn cái form cho em ok cực kỳ luôn nhá. Rồi chị Lila em chốt đơn ạ, bộ bèo lữ rồi. QT22 em chốt chị Bình Minh này. Anh ơi cho em xin cái sạc nào. QT22 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Chốt đơn cho các chị yêu với mức giá của nó còn 55.000 đồng. Áo khoác treo trên ạ, có 5, có 30 cân, có từ 25 cân đến size 42 cân. Chị nào lấy thì lên đơn là QT6. Cái tắc ca là QT6 phải không? Tắc ca của em là QT6 có 3 màu hồng, vàng và cam. Nha, QT6 và kèm số điện thoại. Còn chị nào lấy cái mã này lên đơn là QT22. Em bán cho mọi người với mức giá của nó sẽ còn là 55.000 đồng. Không cho em xin cái sạc này cơ mà. Cái đấy cũng hết đi mà. QT22 và kèm số điện thoại cho em. Nhấc nó lui lên đây đi. Chị Thu Hiền ok. Em còn nhiều áo lam chứ chị. Áo lam em còn nhiều lắm. QT22 55.000. Form đẹp chưa ạ? Chất nó đẹp lắm. Chốt mã QT22 kèm số điện thoại cho em này. 55.000 đồng một cái. Xả lốt nha mọi người. 55.000 đồng. Cái bộ lụa cánh tiên kia kìa. Thì bây giờ là like được màu nào? Mẫu nào thì anh đưa đây đi để em like. Cánh tiên like cái con PSL này đúng không? Lên cho em mã này luôn ạ. Đủ size đúng không? Mẫu này của em là 40 cân đúng không? M đúng không? Mẫu này của em là từ 45 cân đến size 65 cân đổ về. Lên cho em mã này luôn là QT23. Bộ này của em nó là chất lụa nhá. Đẹp chưa? QT23 đây để em mặc, em bỏ cái áo trong ra cho các chị xem. Áo trai nó có lót lông chị ạ, có chị Hồng Lĩnh ơi. Lên trên bộ này là QT23 này. Đâu treo màu lên hộ em với nào. QT23 kèm số điện thoại cho em này. Em chốt đơn cho cả nhà mình với mức giá 75.000 đồng một bộ lụa. Rẻ hơn bộ lanh chưa? 75.000 đồng một bộ lụa cho em này, QT23. Quần nó đâu ấy nhỉ? Lém đâu rồi các chị nhỉ? Bộ mẹ em lên rồi ạ. QT21 có size nhỏ không Trang? QT21 em chả nhớ hết cái gì rồi. Lên cho em mẫu này là QT23 và kèm số điện thoại này. À, áo gió thô không có size nhỏ chị ơi. QT23 nha các chị nhá. QT23 bộ lụa. Là cho em bán cho các chị lốt 75k. 75.000 QT23 kèm số điện thoại cho em. Màu này của em là màu xanh này. Em có hàng này tất cả chất của nó đẹp lắm, chất lụa nhá. QT23 màu hồng này. QT23 màu này của em là hoa nhí xanh này, xinh chưa mọi người. Chốt của em luôn là QT23 và kèm số điện thoại giúp em. Em lên đơn cho mọi người với mức giá là còn 75.000 đồng.
22 cho chị Vương Đậu. Cái này lên là 23 này, eo xinh chưa, hoa nhí hồng này. Ôi xinh quá các chị ơi, xinh quá, 75.000. QT23 và kèm số điện thoại cho em. QT23. Màu này của em là hoa nhí hồng nhạt thế này. Xinh ơi là xinh luôn. Bộ này của em là tay cánh tiên nhá, tay cánh tiên. Chất của nó là chất lụa các chị ạ. Cái này thoải mái, 2X này thoải mái đến 65 cân. 65 cân đổ về, chốt em luôn là QT23. Màu này của em là màu vàng. Màu vàng nó lại chất dáng khác một tí nhá mọi người. Chốt em mã này luôn là QT23 và kèm số điện thoại cho em. QT23 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Hồi năm ngoái chị chốt bộ lụa đẹp lắm ạ. Mềm vô cùng, em cảm ơn chị. Nói chung là bộ lụa nhà em ok lắm. Chị nào tin thì chốt thôi. Bộ mẹ với những cái bộ lụa như này mặc siêu thích vào mùa hè. Các chị ạ, mặc mùa hè là siêu thích luôn. Tầm này nó chưa nóng ấy thì các chị thấy bình thường, nhưng còn đến lúc nóng ấy mình chỉ thích mặc những cái gì nó nhẹ này, nó bay này, nó không nhăn, nó không co. Lên cho em mã này luôn là QT23. Các chị nhá, màu vàng này, hồng nhạt này, hồng đỗ này, màu hoa nhí cốm này, màu này của em là hồng cam. Cho em chốt cho các chị mức giá là 75.000 đồng. Chị nào lấy thì lên mã cho em luôn là QT23 và kèm số điện thoại. QT23 và kèm số điện thoại cho em 75k. 75 nhá, chị cắt lớp. Ô chị cắt lớp vừa nãy đang ở bên pet bên này cơ mà, nhảy sang pet bên kia rồi. Lên mã cho em luôn là QT23 và kèm số điện thoại cho em. QT23 kèm số điện thoại giúp em. Chốt đơn hàng cho các chị yêu với mức giá là còn 75.000 đồng. Áo khoác bé trai lót lông lúc nãy cho chị hai cái hai màu. Chị Hồng Linh ơi lên mã. Cái áo lót lỉ lúc nãy là mã mấy nhỉ? Áo gió thô bé trai ấy. Cái mã đấy lên là QT21 hộ em. Chị ơi lên mã là QT21 ạ. Chị Nguyễn Minh Phương ok, QT23 em chúc đơn này. Lên hộ em luôn là QT23 kèm số điện thoại giúp em. QT23 cho chị Thu Hiệt. Chị nào lấy QT23 chốt QT23. Bộ của em là bộ lụa đấy các chị ạ, chất lụa đấy mọi người. Em bán có 75.000 đồng thôi. Chị nào lấy thì lên mã của em luôn là QT23. QT23 và kèm số điện thoại giúp em. Cái áo nam này còn cái gì mẫu gì đủ đủ size đúng nhỉ? Mà có cổ đúng nhỉ? QT23 kèm số điện thoại cho em này. Chốt đơn nha các chị. Giá còn 75.000. Chị Ngọc Quỳnh Thảo Nguyễn ok, chị Thu Hiền ok, chị Hồng Lĩnh ok, QT21. QT21 lấy 2 chiếc đúng không? Anh sửa vào comment của chị Hồng Lĩnh này, QT21 2 cái đi. Mã cộng số điện thoại hộ em. Lên mã cộng số điện thoại giúp em. Đây này, cái bộ mà mọi người hỏi, cái bộ sát nách đây này. Mọi người đang hỏi mẫu này đúng không? Mọi người đang hỏi mẫu này đúng không? Mọi người lên mã này cho em luôn là QT24 này. Chia sẻ lại về cái pet tổng kho này đi. À pet chính đi anh ơi. Bài của mình ấy. Bây giờ mọi người sẽ lên mã tiếp theo cho em luôn là mã gì nhỉ? QT24 à? 24. Bộ này còn size gì? Bộ này hàng của San San nhá. Bộ này của em là hàng của San San này. Em bán lốt 79.000. 79.000 đồng. Bộ này của em nó bộ sát lách. QT23 cho chị Tươi Nguyễn. Lên cho mã này luôn là QT24. Mẫu này thì em chả biết nó còn size gì. Mỗi màu chắc nó còn một size sao ấy nhỉ? Mỗi màu nó còn một size. Ôi nó có cả quần lửng cả quần dài này. À có cả quần lửng cả quần đùi 79k. Chốt cho em mã luôn là QT24. Mẫu này có size từ 40 cân nhá. 40 cân trở lên. Còn mỗi mấy bộ đây thôi gì? QT24 kèm số điện thoại cho em. Chị yêu nào lấy QT24 chốt em luôn là QT24. Ở đây nó hai quần này. Em bán các chị QT24 này 79. Có màu xanh cốm này, xanh dương và màu đỏ nữa này. Xanh cốm, xanh dương và đỏ nhá. Ngày mai còn size thì lấy, mà hết size thì thôi. Lên mã này hộ em là QT24 và kèm số điện thoại cho em. Để chờ chốt mã này hộ em là QT24. Em bán các chị với mức giá của nó là còn 79.000 đồng một bộ. 79.000 đồng một bộ của QT24 này. Chị yêu nào lấy QT24 lên mã hộ em nha. Lên mã hộ em luôn là QT24 kèm số điện thoại cho em 79k. Đấy còn 3 bộ, nói chung là nó còn size từ 40 cân đến 55 cân. Còn FML QT24 kèm số điện thoại cho em. QT21 không có size 25 cân chị ạ. QT21 cái áo gió thô đấy nó đi từ 30 cân trở lên. Cái màu đỏ đen nó còn size 20 cân, 25 cân không anh nhỉ? Cái QT21 áo gió bé trai ấy. Hình như cái màu đỏ đen nó có size nhỏ. Đợi em một tí nhá. Đợi em một tí để em nhìn xem nào còn size nhỏ không. Ôi dồn lên rồi, bỏ ra đi. Em có bảo anh lên cái mẫu này đâu, để nào mai lẻ em khác lên. Cái gì nhỉ? QT24 rồi, ok chị Lý Nguyễn.
Anh, cái mẫu mà áo gió QT21 ấy, nó cái màu đen đỏ ấy, hôm qua anh bảo có size bé hôm nay còn không? Thế chị Lý, chị Bùi Diệu, chị đang hỏi cái size 25 cân còn không? Cái màu đỏ đen ấy, cái màu đầu tiên em mặc ấy, màu đỏ đen ấy chị Bùi Diệu. Cái lô đấy nhá, em cũng còn nhiều phết đấy. Em nhập về để sang năm em bán mà. Nhưng mà em chưa xem hết những cái mẫu khác. Em cứ bán những cái mẫu gì nhiều trước thôi. Mẫu gì nhiều em bán. Đủ size em bán. QT1 ok chị Lý Nguyễn. Ui dồi, cái QT1 này thì quá lên chốt luôn thật. Chị quá lên chốt. Đây này, em còn màu đỏ đen này. Màu đen này này. Của Bùi Diệu này, lấy cái mã này lên là QT21 này. Em bán là 119 à. QT21 là 119 nhỉ. QT21 là 119 đúng không? Nên mã cho em luôn là QT21 này, 119 này chị này. Đấy. Đấy, cho cái màu này là màu đầu tiên em mặc đấy. Màu này là màu đầu tiên em trang mặc đấy các chị. Màu này là màu đầu tiên em trang mặc này. Chị nào lấy cái mã này lên mã là QT21 cho em. Cho QT21 và kèm số điện thoại giúp em. Em bán các chị yêu với giá là 119. Chị Thu Thủy, chị Thủy. Hôm nay ấy chưa? Cho thằng Cu làm bài xong chưa? Thằng An nhà mình làm bài xong chưa anh? Ui chết, con Cú nhà chị làm bài xong chưa chị ơi? Hôm nay là cho thằng An nhà em học được có tí là em phải lên bán hàng ấy. Giả xem được là nó học xong chưa đây. Học xong chưa chị? Làm bài xong chưa? Có màu đỏ đen đấy chị. Chả chịu học à. Áo em đang mặc có size 70 cân chị ạ. Chán nhỉ? Chết thôi, chả đi học đi hành, cứ học online này. Con nhà em chắc mù chữ mất thôi ấy. Chả biết gì. Đi học online lười học nào. Ôi chết thôi, em lo lắm ý. QT21 ok chị Tuyến Vân. Lên mã là QT21, chỉ có màu đấy là có size bé thôi nhá. Chỉ có màu đấy là có size bé từ 20 cân trở lên. Đây các chị ơi, lên cho em mã này luôn là QT21. Dạ ok chị Bùi Diệu này. Lên cho em mã tiếp tục mã này này. Mã này bây giờ là mã bao nhiêu nhỉ? QT25. Cô giáo ốm rồi. Vâng, cô giáo ốm rồi đấy. Thì lại đang bảo là không hiểu kiểu gì đây. Từ hôm qua không học rồi. Học online thì thấy nhí nhá, nhí nhố này. Eo ơi, mãi chả được tí, chết mất. Nhưng mà thôi, cứ cho nó an toàn đã, xong mai kia đi học được. À, học online vất vả cả cô cả trò, đúng rồi chị. Ui, giấy vệ sinh ngày mai nhà em về đấy ạ. Ngày mai báo giấy vệ sinh về đúng không anh? Chưa chắc, nói chung là năm nay họ cứ báo vậy thôi. Công ty họ cứ báo vậy thôi chứ cũng chưa chắc. Tại vì là ngày mai nó trả mấy cái siêu thị với cả mấy cái nhà phân phối trên này ấy. Thì thấy báo ngày mai có đấy, có chuyến ấy thì em ké không. Nhưng mà em bảo có thì em lấy thêm. Em không lấy cả xe ô tô nữa nhưng mà em lấy thêm. Nhưng mà không biết được, họ hẹn vậy thôi, chưa chắc. Họ hẹn vậy thôi, chưa chắc. Tại vì cái giấy vệ sinh của nhà em thì gần như là tỉnh nào nó cũng có nhà phân phối nhá. Cái giấy đấy em bảo rồi mà, nó không phải là nhà em. Cái giấy đấy chuyên sản xuất để bán online đâu. Giấy nhà siêu thị này, tạp hóa bán đầy. Siêu thị tạp hóa bán đầy luôn. Rồi QT22 ok chị này. Ngày mai báo giấy vệ sinh về phải không nhỉ? Ngày mai báo về đấy các chị. Nhưng mà thôi cứ chốt dần dần, cứ chốt từ từ. Thích sang em mà đi đâu cũng sợ. Em thì ở nhà suốt ngày, không đi đâu cả. Em cũng thế. Hôm nay ra mỗi hiệu thuốc này, mua vitamin D này. Hôm qua đọc trên mạng mọi người bảo mua vitamin D về uống thì mua đi ra ngoài, em đi ra mua vitamin D về này. Mua xịt họng về cho con với cả nhà dùng này, thế thôi em chả đi đâu. Lâu lắm rồi em chả đi đâu. Kéo từ Tết. Bây giờ các chị lên mã này cho em luôn này. Mã này cho em xin mã này. Vâng, đấy em lo, em bây giờ chỉ lo cho các con ấy nhỉ các chị nhỉ. Bởi vì các con chưa được tiêm. Mình thì được tiêm rồi, có thể nó sẽ nhẹ, triệu chứng nó sẽ nhẹ, nhưng mà lo các con thôi. Cái này của em sẽ là mã QT25 à? QT25. Nhưng mà Tuyên Quang nhà em nhiều lắm rồi các chị. Nhiều lắm rồi. QT25 và kèm số điện thoại cho em này. Cái mẫu này còn size gì? Quần này chồng em 65 cân gửi size 30 lên không vừa, chị Thị Đa Bùi. Quần này size 30. 65 bình thường hoặc size 31.
65 cân bình thường là mặc size 31 nhỉ, xong đấy hôm đấy nhân viên ghi size ghi 60 cân. Nếu mà 60 cân mới lấy size 30, còn 65 cân thì chắc chắn một điều là nhà mình đóng đinh đóng cột là size 31 mà. Chị Thị Đa Bùi gửi lại chưa? Gửi lại cho em mẫu quần này chưa? Cái mẫu quần này nhà mình còn để đổi không? Còn đấy, chị gửi lại đi để em đổi cho. Mã này bây giờ mọi người lên mã cho em luôn là QT225 đúng không? 109.000 đồng. Quần này chị nào nhận rồi cho em xin một cái feedback. Ngày xưa Tuyên Quang lâu lâu mới có một ca nhỉ? Tuyên Quang ngày trước Tết là không có mấy đâu chị ạ. Trước Tết là không có mấy đâu. Chắc là lâu lắm em mới nghe thì có 1 ca hay 2 ca thôi. 1 ca thôi ấy. Là Tuyên Quang bây giờ nhiều lắm các chị. Đấy. Hả? Chắc như kiểu Tết mọi người đến Tuyên Quang nhiều quá hay sao các chị ạ? Tết kiểu là Tuyên Quang chắc là các bạn ấy đi làm ở xa về nhiều ấy. Nên là Tết xong mà bùng như này chứ còn trước... Đúng là trước Tết thì cũng có thấy đâu nhỉ? Còn sai chị Nguyễn Hồng Hạnh. Một cái mà mất công để em mặc luôn. QT21 ok chị Thảo lên cho em mã này luôn là QT22 này. À đâu QT25 này. QT25 cái chất của nó đẹp lắm các chị. Chất của nó mềm đẹp lắm. Chị nào rộng chật gửi về em đổi đi. Tại vì mẫu này nhà em còn bán từ giờ đến hè mà, yên tâm vẫn còn đủ size cho mọi người chốt nhá. Đủ size cho mọi người đổi nhá. Cái này các chị lên cho em luôn là QT25 màu xanh ạ. 109.000 đồng ạ. Cái này của em nó là quần bò nhá, quần bò hàng Quảng Châu đấy các chị. Chất mềm lắm, form đẹp lắm. QT25 em có màu xanh này, với cả QT25 em có màu đen này. Đấy chứ, em bán cho mọi người với mức giá là 109.000 đồng. 109.000 đồng của QT25. Tuyên Quang mình giờ có cô có dịch rồi sợ quá thôi. Ui dồi ôi chị. Bây giờ ra Tết rồi thì có nghĩa là trước ra Tết là lãnh đạo cũng báo rồi mà các chị đúng không? Trước khi nghỉ Tết là cũng báo rồi, khi ra Tết là chắc chắn là tại vì Tết thì truyền thống mà, làm sao mọi người đi làm đâu ai cũng mong cả năm có mỗi ngày Tết về thôi. Nên là Tuyên Quang mình là dân đi làm xa xứ nhiều, tại vì Tuyên Quang mình không có công ty, không có khu công nghiệp nhiều. Nên là các bạn không có việc làm hay là các chị thì toàn bộ là đi các nơi khác này, đi làm này, đi Hà Nội, đi Bắc Linh làm. Thì về là tất nhiên là mang nhiều về rồi, là cái chắc rồi. Nên là Tết ra là nó bùng rồi các chị, đi nhiều nữa, đi chơi nhiều nữa. Cái mã này các chị lên là QT25. Em bán các chị yêu với mức giá của nó sẽ là 109, đủ size 50 cân đến 80 cân. 50 cân đến size 80 cân chốt của em luôn là QT25 kèm số điện thoại giúp em. Quần bò này của em nó là quần bò nam ấy chị ạ. Quần bò của nam. Quần bò này là quần bò nam nha các chị nhá. Cái này nữ không mặc. Cái mẫu này form của nam. Các chị lên mã cho em luôn là QT23. Ok chị. À ok chị Nguyễn Hồng Hạnh. Ơ chị Nguyễn Hồng Hạnh đợt trước tưởng là gửi cho chị luôn hai bộ dâu tây rồi chứ nhỉ, hôm sau chị chốt hàng ấy. Hôm sau cái chị chốt đấy nhỉ? Em nhớ không? Em tưởng là cái hôm chị thiếu xong là chị chốt đặt đơn luôn. Phú Thọ chị ngày nào cũng hơn 2.000 sợ lắm luôn. QT25 cho chị Nguyễn Thủy ok chị này. Đấy, bây giờ biết làm nào được các chị. Giờ thôi cố gắng mình cứ phòng tránh được ngày nào tốt ngày đấy. QT25 kèm số điện thoại cho em bọn trẻ con. Ví dụ như mình đeo khẩu trang suốt ngày được, nhưng mà con nhà em nó cũng lười lắm các chị. Lười đeo khẩu trang lắm. Cứ một lúc là lạ thế nó rứt ra rồi, cứ mình không nhìn cái là nó lại rứt ra rồi. Mà nó có chịu ngồi nhà đâu các chị, nhà em là cạnh nhà văn hóa. Nhà em đối diện bên đường, nhà văn hóa đối diện bên đường. Đấy, sang nhà văn hóa chơi nó rộng rãi, sân sướng, nó thoải mái. Xong là đấy, mọi người cũng hay cho trẻ con ra nhà văn hóa chơi. Ngày hôm nay con gạo thằng An có bỏ khẩu trang hay tí nào không đi chơi á? QT25 cho chị Liên Nguyễn ok, chị Tuyết Vân ok, em chụp đôi là QT25 này. Nên mã của em luôn là QT25, bây giờ lo lắm nhưng thôi cứ kệ thôi các chị. Cũng cố gắng phòng tránh hết cỡ luôn. Đấy thấy đọc hôm qua đọc ở trên cái bài nào nhỉ anh nhỉ? Đọc ở trên bài nào ấy, người ta bảo uống vitamin D tốt lắm các chị. Thì hôm nay em đi mua về uống em cũng chả biết được kiểu gì. Thì em cứ đi mua về em uống đấy thôi, cho mọi người cùng uống thôi. Mã này các chị lên đơn cho luôn là QT26. Đấy là chị lợi nhiều nhé. Không tránh được đâu các chị. Tại vì là quê mình nghèo mà. Quê mình nghèo. Toàn đi làm xa xứ nhiều. Đi làm xa xứ thì các chị bảo là có phải là cả năm.
ok chị. Rồi đợi em ạ. Đợi em, ngày mai chốt đơn báo cho em nhá. Cái này các chị lên cho em luôn này, cái mẫu áo nam Adidas này em còn đủ size nhá. Đủ size từ 50 cân này, đủ size từ 50 cân đến 75 cân này, đẹp lắm. Chất của nó, tất cả nó là chất su lạnh nhá. Vân của nó là vân chìm này. Cái hàng này mặc cũng thích này, không nhão, không chảy nhá, không co nhăn nhầu. Lên cho mã này luôn là QT26 đúng không? QT26 em chốt cho cả nhà mình với mức giá của nó sẽ còn là 38.000 đồng một cái. 38.000 đồng một cái của QT26. Chị nào lấy QT26 chốt dụ hộ em với ạ. Hộ em mã hàng là QT26 nhá, kèm số điện thoại cho em. QT26 kèm số điện thoại cho em. QT26 kèm số điện thoại cho em với. Em chốt đơn cho các chị yêu với mức giá của nó sẽ còn là 38.000 đồng. 38.000 đồng của QT26. Được chưa? QT26 38k. Chị nào chốt thì lên đơn đủ size từ 45 cân nhá. À đủ size từ 50 cân chứ nhỉ anh nhỉ? Cho chị xem lại màu xanh, chị Liên Nguyễn là muốn xem lại cái gì màu xanh nhỉ? QT2 à, cái ngày nào cũng sông tỏi uống chanh cảm. Uống chanh sức đề kháng thì khó nhiễm hơn, uống C đó. C thì nhà em là ngày trước uống nhiều lắm rồi. C là em mua C của em mua C uống nhiều lắm rồi các chị, nên là đợt này em đang chuyển sang vitamin D này. Với lại cái gì nhỉ? Sông thì nhà em ngày nào mẹ em cũng đun một cái nồi lẩu á các chị. Đun một cái nồi lẩu á, nhà em thật. Đun một cái nồi lẩu xong là cho nó tỏa hơi ra, xong cả nhà kiểu nhà em nó không được kín. Thật luôn, nhà em mà kiểu vẫn còn, nó vẫn còn chưa kín, nên là xong một nồi lẩu khi mà cả nhà ăn cơm này. Đấy. Cả nhà ăn cơm em cũng chả biết làm thì nó có tác dụng không, nhưng mà thấy mọi người làm thì nhà mình cứ làm thôi. Em bị làm sao không? Em cũng bị làm sao. Đây đang nói phòng tránh dịch thôi chị, đang nói phòng tránh dịch ạ. QT26 ok chị Đỗ Giang, em chúc đơn ạ. Mong nhận được bộ pyjama à, mới nhận được bộ pyjama chất đẹp lắm ạ. Có bộ của người lớn giống như thế không ạ? Chị Ngọc Quỳnh Thảo Nguyễn ơi, có nhá. Có nhưng mà chưa về hàng. Năm nào em chả bán. Năm nào em chả bán pyjama người lớn các chị. Năm nào em cũng bán mà. Có năm nào không bán đâu pyjama người lớn. Năm ngoái thì em bán đến tận gần Tết vẫn bán pyjama đấy thầy các chị. Gần Tết vẫn thanh lý sắp chết pyjama đấy thầy. Ô thế chị Ngọc Hân bị à chị? Khổ quá. Buồn ơi là buồn. Thôi cố gắng các chị. Bây giờ mình bị rồi thì mình cố gắng uống chắc là các thứ bổ sung vào thôi. Chứ còn bây giờ thì biết làm nào được. Bây giờ thì biết làm nào vì nó nhiều quá. Nhiều khi em cũng nghĩ không tránh được. Nhiều khi em cũng không nghĩ không tránh được. Chị bị cả nhà mà. Ui, đấy khổ khổ bọn trẻ con. Các chị nhỉ? Mình thì thôi. Mình thì người lớn thì có khi mình không cũng đỡ. Nhưng mà bọn trẻ con là sợ lắm. Như con nhà em thì cứ chỉ mỗi bữa ăn cơm là cứ ngày 3 lần xong. Sớm bọn nó xong, trưa nhà mình chỉ hai vợ chồng em thì chỉ có trưa với tối thôi là ăn cơm là ngồi xong được thôi. Nhà em gần đường quốc lộ, nhà em gần đường quốc lộ chị, nhà em cứ dễ tìm lắm. Bộ pyjama thì không có size 70 cân. Đúng rồi, giờ chỉ lo cho các con thôi. Đấy, tự nhiên lại nói vào đến dịch giã lại cứ muốn bán hàng. Lại cứ muốn ngồi buôn đây các chị ạ. Giờ dịch giã là thương các con lắm. Bé tí con ra không biết cái gì cả. Còn nhà em nó vẫn đang gọi là hồn nhiên lắm luôn. Đây, cái mã này bây giờ nó sẽ còn là size. Cái mẫu này là áo đôi này. Chị ơi, hôm qua chưa gọi điện chốt đơn à? Chị Thanh Nhàn ơi, nếu mà chưa được gọi điện chốt đơn lên mã là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại. Đúng rồi, chị Ngọc Quỳnh Thảo Nguyễn ơi, em đang đặt bộ pyjama thì em đang đặt xưởng. Nhưng mà em không phải đặt xưởng ở hàng Việt Nam. Các chị ạ, bọn em đặt hàng bên kia. Đặt hàng bên kia. Nên là nó chưa xong đâu các chị. Hôm qua em cho mọi người xem mẫu của em rồi đây. Em chưa xong. Ồ đấy, đúng rồi. Tại vì là mình như kiểu mình sốt xiết xong mình đã mệt rồi mà, đúng không các chị? Như này chắc là mệt hơn nhiều. Thôi cố gắng nha các chị. Chị nào mà bị rồi thì cố gắng, còn chị nào mà chưa bị thì thôi mình cùng nhau phòng tránh thôi. Như nhà em đây cũng cố gắng phòng tránh nhiều lắm. Như khách nhà em bây giờ là tất cả các chị là chỉ các chị gọi là lẻ là em không tiếp rồi. Khách lẻ nói thật luôn là em không tiếp tại nhà nữa rồi. Các chị đặt trên line sau đó các chị đến thì là em đang đưa thôi. Đấy, chứ còn bây giờ bảo đi vào nhà chọn hàng các thứ là không có rồi. Còn tất cả khách sỉ nhà em chọn hàng vì sao ạ? Bởi vì em biết các chị sỉ ở đâu. Em biết các chị sỉ ở đâu và ví dụ như các chị có vấn đề gì các chị quay lại. Các chị gọi điện trực tiếp các chị báo là ôi chị như này như kia em sang cẩn thận hay như nào thì bên em sẽ biết. Chứ còn với lẻ là bên em dừng từ lâu lắm này. Thật, dừng từ lâu lắm rồi thôi em cứ chịu khó bán online các chị.
Pyjama người lớn thì đợi em tầm khoảng chắc phải 1-2 tuần em mới may xong nhá. Đẹp lắm. Nói chung là chất lụa này các chị yên tâm luôn, là mặc mùa hè nó siêu thích luôn các chị ạ. Không co, không nhăn, bay bay mà mát. Bây giờ các chị lên mã này cho em luôn này. Em bảo này, tí nữa mọi người ơi, tí nữa các chị tua lại like của em nhá, tua lại like. Sau đó rồi ưng mã sản phẩm nào, comment mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em. Mẫu này biết cái đấy bán 38. Rồi, bây giờ các chị lên tiếp cho em mã này luôn này. Bao nhiêu đơn rồi anh? Cơm gạo nó lại dỗi cái gì rồi kia kìa. Thôi bây giờ các chị lên cho em mã này đi. Mã này comment tiếp là mã gì nhỉ? Mã này lên đơn cho em luôn là mã QT27. Mẫu này của em là màu trắng là đủ size đúng không? Màu trắng là đủ size từ 45 cân này, 45 cân cho đến 70 cân. Còn màu đen của em là có size từ 50 cân đến size 70 cân. Mẫu này nó là áo đôi ý các chị. Mặc đôi được này. Đấy, mặc đôi mẹ con được, mặc đôi hai vợ chồng được. Mẫu này đẹp lắm. Lên cho mã này luôn là QT27. Em bán tặng cho các chị lốt với mức giá 55.000 đồng. Hàng này của nó là tất cả là chất cốt tông, hàng đẹp nhá. Lên mã hộ em luôn là QT27 và kèm số điện thoại cho em. QT27 kèm số điện thoại giúp em. Để cho em chốt cho cả nhà mình với mức giá của nó còn là 55.000 đồng. Mẫu này đẹp lắm. Chị nào lấy QT27 chốt em luôn là QT27. Đúng rồi, chị Ngọc Quỳnh Thảo Nguyễn, nhưng mà trong đấy đợt này lại dịu rồi thôi. Trong đấy đợt này dịu rồi thôi. Ngoài Bắc bọn em mới là chết. Ngoài Bắc đợt này bọn em mới là toay. Nhưng mà kiểu như đi lại nhiều quá ấy. Tết nhất đi lại nhiều quá. Cái chỗ nào đông người là dính mà nhiều. QT27 nhé, còn thử điện thoại cho em. Rồi em còn một ít của cái hàng gió này, gió lót lông này. Mai chủ nhật đúng không anh? Mai chủ nhật phải không? À mai thứ bảy chứ nhỉ? Mai thứ bảy đúng không các chị nhỉ? Nếu không em nghỉ live sớm thôi, ngày mai em live cho các chị nhá. Ngày mai em live cho mọi người nhá. Em nghỉ live sớm thôi, ngày mai em live cho mọi người. Em live lên lốt cái mã này xong em nghỉ live. Xong ngày mai em live sớm cho các chị nhá. Ngày mai em live sớm cho mọi người. À, hôm nay em nhận được phát ca với áo gió của bé rồi, đẹp lắm ạ. Nhắn tin shop gọi chốt đơn cũng như dê nhiệt tình, chúc shop mạnh khỏe may mắn nhé. Dạ em cảm ơn chị, em cảm ơn chị Hoa Hoàng nhá. Lần sau mua gì ủng hộ cho em ạ. À thứ bảy em yêu. Hôm nay là thứ bảy á chị? Hôm nay là thứ bảy á? À mai thứ bảy chứ nhỉ? Hình như hôm nay em thấy có bảng kê chi cốt, em còn bảo sao hôm nay tiền về ít à? À hôm nay thứ sáu, mai thứ bảy. Rồi thế thì mai thứ bảy chắc là chưa. Hôm nay thằng Thắng mang hàng bom vào rồi phải không? Đây này, em còn một ít của cái áo gió lót lông này. Em bán 148. Các chị lên mã này cho em là QT28 nhỉ? QT28 phải không? QT bao nhiêu? QT28. Rồi ok chị yêu, QT28 kèm số điện thoại giúp em. QT28 này mọi người này, màu này của em là màu xanh nhá, màu xanh. Chị yêu nào lấy QT28 cho em với, em có màu xanh, màu đen. Mẫu này lam mặc được, nữ mặc được, 148.000 đồng. Áo gió này bên trong lót nỉ. Áo gió này bên trong lót lông cừu. Chốt em mã là QT28 và kèm số điện thoại cho em. QT28 và kèm số điện thoại em chốt đơn hàng. Để cho em có màu đen này các chị này, em có màu đen này. Chị yêu nào lấy QT28 màu đen lên mã là QT28 màu đen. QT28 em có màu này là màu tím than này. QT28 màu tím than này. Để chờ vào QT28 em có màu vi nhá. Lên mã hàng là QT28. Ôi áo gió lót lông cừu. Hàng siêu phẩm luôn, QT28. Để chờ lên mã của em luôn là QT28 kèm số điện thoại cho em. Em bán cho các chị yêu với mức giá của nó là 148.000 đồng. Đen, tím than, ghi và xanh. Đen, tím than, ghi và xanh. Chốt mã hàng QT28 cộng số điện thoại cho em. Đen ghi còn nguyên size M. Đen và ghi còn nguyên size M. Xanh, xanh với tím than. Xanh, tím than còn nguyên XL nhá. Đen ghi còn nguyên size M. Xanh, tím than còn nguyên size XL. Các chị chốt nốt cho em, nhưng mà form nó là form suông dễ mặc. Form nó là form suông dễ mặc. Lên mã là QT28 rồi. Bây giờ em tặng quà. Em tặng cho các chị yêu mình một bộ dây đi. Tặng quà 8 tháng 3 đây. Tặng các tình yêu mình một bộ nhé. Một bộ lụa. Như lời em đã bảo ngay từ đầu like.
Chờ, em tặng bộ lụa này đi, em thấy có mỗi một bộ này thôi, đẹp lắm, chất lụa đấy. Tặng hẳn bộ xịn sò luôn, tặng 148, tặng hẳn một bộ lụa xịn sò cho bác nào có lượt chia sẻ rồi và ở lại đây nha. Xịn sò chưa, xịn sò chưa, ok chưa, comment này. Ngày mai em lại bán tiếp thôi, hôm nay em nghỉ sớm. Mấy giờ rồi anh? 11 giờ rồi á? Chồng rủ em đi đâu không? Ok. Rồi, bây giờ các chị lên cho em này. Comment nhá. Mã là quà không đồng, gạch ngang Trang Đức, gạch ngang số điện thoại cho em. Để xem em ghim chị gái thứ 5. Quay đi Trang ạ, à. Quay tầm này các chị đi ngủ hết rồi. Quay tầm này các chị đi ngủ hết rồi mọi người. Comment cho em là quà không đồng, gạch ngang Trang Đức, gạch ngang số điện thoại, ghim chị gái thứ 5. Ok, QT28 và chị Bùi Diệu. Lên là quà không đồng, gạch ngang số điện thoại cho em. À, gạch ngang Trang Đức, gạch ngang số điện thoại giúp em. Em ghim chị gái thứ 5 nhá. QT28 của em là, em chào chị Thanh Nga Võ nhá. Comment là quà không đồng, gạch ngang Trang Đức, gạch ngang số điện thoại cho em. Ui dồi ôi, chị Huyền Nguyễn lên đầu tiên trượt quà mất rồi. Chị Lý Nguyễn lên thứ hai trượt mất rồi. Chị Thanh Hà lên thứ ba trượt mất rồi. Chị Quỳnh Phan lên thứ tư trượt mất rồi. Rồi ok, em chúc mừng chị Hồng Lĩnh lên thứ năm. Chị Trần Trần Nga lên thứ sáu. Chị Hồng Lĩnh này hôm nay có đơn không anh? Chị Hồng Linh xin phép được tặng chị yêu một bộ này, đá không đồng nhá. Chị Hồng Linh hay Hồng Lĩnh đây, số điện thoại là 127. Chị gái ơi, nếu có đơn nhá, ngày mai nhớ nhắc nhân viên là bỏ quà vào chị nhé. Này anh, đi tặng cho chị Hồng Lĩnh số điện, Hồng Lĩnh đúng không? Hồng Lĩnh số điện thoại là 127. Chúc mừng chị Hồng Lĩnh nhá. Rồi em nhỉ like đây mọi người ơi. Hẹn gặp các chị vào like của ngày mai nhá. Chị ơi, các chị ơi, em bảo này, đợi cái like của tối ngày hôm nay mọi người có thể xem lại like nhá. Comment mã sản phẩm mọi người thích này, kèm theo số điện thoại ngày mai nhà em gọi điện chốt đơn. Chị nào có đơn nhá, nhớ chú ý nghe điện thoại giúp em nhá. Em à, có đơn ngày mai báo nhân viên hộ em là chị có quà không đồng nhá. Các chị nhá, nhớ nhá, các chị có quà các chị phải đòi quà. Tức là quà này là em để cho các chị gửi ở đây thôi. Quà bây giờ là của các chị rồi, hàng của các chị rồi nhá. Đấy, lưu ý cho em là các chị phải nhớ nhắc, đừng có không nhắc nhân viên là nhà em không biết được đâu. Ok chưa, bye bye mọi người. Hẹn gặp các chị vào live ngày mai nhá. Bye bye các chị, chúc các chị ngủ ngon ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người đã vào theo dõi live nhá. Cảm ơn các chị đã vào chia sẻ livestream ủng hộ em ạ. Rồi bây giờ em nghỉ live đây, bye bye các chị. Bye bye mọi người nhá.